Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6 của Thám Tử Nước Sâu. Người là ai? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là quan trọng là người có quen gì không? Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện về mặt tài chính để Thiện có thể tiếp tục xây dựng một cộng đồng chơi game nhiều bài Việt đang phát triển và lành mạnh. Thế thôi à? Thiện cũng mới mở một dịch vụ hotline hướng dẫn Dungeon Master và Game Master khi tạo một campaign và trong quá trình dẫn một campaign. Thông tin chi tiết ở dưới mô tả, comment và trong Discord Funky Dungeon Master. Ok, vậy mình bắt đầu buổi chơi nhé. Thám Tử Nước Sâu tập 6. Vậy có muốn tóm tắt lại những gì xảy ra buổi trước không? Văn lên đầu để kể cho Bảy nghe về cái vụ xô xát ở cống của tụi Sanaka. Nó quên mất là hôm qua Tì Mộng đã nhắc nó là đừng kể gì hết. Nó kể sạch, không thiếu một thứ gì. Trong lúc đó chị Mộng ở nhà thì được Mơ ghé thăm Hàn Huyên tâm sự xong. Mơ có recommend cho Mộng về làm đầu bếp hoặc là đi làm ngân hàng. Nhưng mà Mộng từ chối. Ở nhà thì mọi người cùng nhau đến chỗ của Rhaenyra để thăm Rhaenyra. Còn chỗ của Văn Bảy thì cũng đi qua hút của Rhaenyra để lấy thêm thông tin về cái vụ xô xát. Khi mà cả nhóm gặp nhau thì Tay kéo anh Bảy đi một nơi khác mà quyết định lên phòng của Rhaenyra để ngồi đánh bài. Kết quả là chị Mộng ăn hết tiền. Sau khi anh Bảy về thì lấy thêm thông tin. Sau khi lấy được hết thông tin từ Rhaenyra thì cả nhóm được giao, được nhận nhiệm vụ là bảo vệ thằng này. Khi quay trở về nhà thì Văn gặp được một người là JB Nevercode cùng với cái bà Row ở Season 2 nhảy khỏi cái tượng đồ thần, đang muốn tìm hiểu nhiều hơn về con mắt và đang muốn lấy thông tin từ nhóm thám tử. Đó là những gì em đọc được từ con đường đó chứ. Yay, Mooney 1 XP cho nhân vật Văn. Cảm ơn đã tóm tắt là session lần trước. Và với như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu buổi chơi hôm nay. Cái thời gian từ buổi hôm trước đến buổi hôm nay thì nó sẽ hơi nhập nhằng một tí vì chúng ta chèn vào một cái interlude ở giữa, có một chút để thời gian nghỉ ngơi cho mọi người. Một ngày hoặc là ngày rưỡi gì đó mọi người nghỉ ngơi đi, có trong roleplay text là đi đám tang của Trung Quý Dũng. Việc đi đám tang này, nếu những khán giả muốn xem thì có thể vào trong cộng đồng server Discord Fucking Dungeon Master để đọc. Còn đối với người chơi, việc đi đám tang này sẽ đồng nghĩa với việc giải tỏa những cái burden, những cái gánh nặng của người chơi nếu mà có từ trước. Bản thân của mỗi nhân vật qua một cái kỳ nghỉ ngơi này và roleplay như thế thì có thể giải được ba tích và ba thanh của cái burden đấy. Cái burden của mọi người hình như Thiện nhớ là có nhân vật Minh và nhân vật Mộng, mỗi người đều có một cái burden có tổng 4 tích. Nếu mà có một người nhân vật khác hỗ trợ trong cái kỳ nghỉ ngơi này thì có thể thêm được một tích nữa, tổng thành 4, xóa được cái burden này ngay. Thì có ai muốn hỗ trợ Minh, có ai muốn hỗ trợ Mộng? Anh ơi, em của em là tới 6 tích lần anh. 6 tích à? Ok. Em cũng 6 ấy. Xài cũng 6 tích anh. Chỉ có 1 là 6 à? Ok. Em nói cháu ma quá mà. Cháu ma. Phải hình như nhân vật của em tự heal một mình là em được nhiều hơn ạ. Khả năng đấy là gì? Em được heal thêm 2 tích nữa. It's nothing. Khi mà heal burden thì em được heal thêm 2 tích. Nếu mà không ai giúp em heal cả thì tức là em hết rồi đúng không ạ? Vậy bất dạy em giúp nó. Đúng rồi. Đừng ai giúp ta. Nếu mà có... Nên cho kịp đi uống rượu với Yuki để hỗ trợ. À ừ đúng rồi, em cũng có một kèo là nhậu giải sầu với cả Faye á. Thì nếu mà mọi người sau đó commit, nếu mà mọi người commit vào roleplay cái đấy trong thời gian tuần sau, có thể là ngắn thôi cũng được, chỉ cần miêu tả là đã đi như thế này, nhưng mà có ghi vào thôi thì sẽ tiện cho luôn hiện tại là giải được hoặc là thêm được cái số tích đó. Lên kèo đi nhậu gia đình đi mọi người. Ủa em tưởng em không được nhậu. Đâu thì em vẫn được ra uống nước cùng mà. Rồi 5 ly bia với 1 ly sữa. Cần một người đi để dọn. Đó, mình á. Cần một người không say. Mình. Ngày xưa. Designated driver. Mình cũng thế, một người sẽ không say rồi. Phần còn lại thì muốn làm gì thì làm. Sao em thấy em đi cái chuyến này em không được heal burden mà em thêm cái burden đi vậy? Burden người say. Ai, có ai hỗ trợ mình không? Để thêm mình một cái thì... tích nữa. Chắc sẽ là em. Là ông Văn. Bọn tự heal mình được. Tự heal rồi, tự hết ạ. Ok.
Yeah, còn hai tích. Thì Yuki cũng đang 4 rồi nhá. Vì có Faye đi uống rượu cùng. Và trong cái thời gian interlude đó thì mọi người cũng có thể thực hiện cái ambition của mình. Chưa có ai đưa cho Thiện thêm ambition cá nhân. Nên mọi người hiện tại có muốn thực hiện cái ambition nhóm nào đang có không? Một là dọn dẹp biệt thự văn phòng, hai là lăng xây văn phòng ở trang đầu tiên. Như Biden cũng được làm cái đó luôn anh. Tóc xong được. Checking. Là tiếp tục dọn. Ban đầu cũng lại đi lăng xê nhưng mà tính ngay vào cái đám tang. Được. Lăng xê ở đám tang. Lăng xê bằng đám tang thì sao? Đừng. Thôi, mình rủ Yuki đi lăng xê ấy chứ. Yuki bảo hay đi đám tang đi. Đâu, ôi buồn quá, đang buồn lăng xe cái gì đi đám tang đã tính sao. Okay. Chắc là sẽ đi, dọn lại căn chung cư. Dọn nhà. Dạ. Em sẽ dùng kiến thức thiết kế nội thất, đọc được trên báo, chọn màu sơn tường nào thì hợp phong thủy, chứ cái nhà này hình như hơi dông theo rồi anh. Dông theo hơi nhiều rồi. Mời em, đồng ký đăng đạo. Em đi lút giấy tờ kinh doanh nhà ông đạt được. Ok, anh đúng sẽ đẩy, đây là cái ambition riêng của em. Đúng rồi ạ. Giấy tờ kinh em doanh nhà. Em định mượn bản đồ nhà đất, nhưng mà em sẽ nghĩ là giấy tờ kinh doanh sẽ vui hơn là bản đồ nhà đất. Em nghĩ là thằng Minh nó mù màu rồi anh. 4 đề 6 mà nó không có con nào 5 luôn á. Thì em có được lút không anh? Em lút nha. Được, em muốn dùng kỹ năng nào? Em sneak đi lút thôi, nửa đêm mọi người đi ngủ thì em đi làm. Xong rồi chị khóa cửa, chị không cho ai đi vào buổi đêm. Anh cho cái ambition này cần 6 nhá. Okay. Cái văn phòng này nó chỉ là bình phong thôi. Nào trong khu này có cái gì là nhìn sẽ nhìn coi chị bỏng hết mà. Mất cái mũ nhìn coi chị bỏng. Đừng có nhìn tao. Nó không làm gì cả. Em cái effort mình dùng lúc mà nghỉ ngơi lúc này effort có được tính không ạ? À tới đây thôi. Bơm vàng. Mộng đi lúc buổi đêm đúng không? Tầm khoảng 2-3 giờ sáng là Faye dậy rồi. Faye có được giúp mộng không? Hai người chắc tay nhau đi đâu? Cái gian phòng thì gấp ti rồi. Để cho em thêm một đêm chị... sống. Ủa chị đi đâu vậy? À chị đi lút đồ hả? Đi với. Chúng ta đã được đi lút rồi mọi người. Đi lút cùng nhau có thể thêm một cái đêm sau nữa. Theo lý tưởng của Harper là phải đi thu thập thông tin thì cái này cũng chỉ cũng là thông tin thôi mà. Wow. Sao mà đi xem có click không? Xem có lên click không? Ok. Em chưa bao giờ mong muốn em không phải là Asima như lúc... À, không grid ạ. Buồn quá. Sau. Bộng, được 3 vạch trên cái ambition đấy. Không sao, lần lút nữa xong. Lần này đi do thám, tìm hiểu, tìm chỗ nào, cửa nào là hay là không khóa, thường không khóa. Minh thì lần 4, được 2 vạch trên cái đấy, trên cái ambition, ồ không, đúng không? Trên cái ambition thêm của nhà, vậy là đầy đúng không? Thì đang check lại thì... còn thiếu một à, không chưa còn thiếu một thiếu một để đem đi em à, đi đâu gì à, em chọn sơn từ màu mắm tôm với lại màu nước ối rồi đó thầy anh muốn mà... sơn là em muốn mà... đi ủa cái này là cắm đầu đi luôn rồi mọi người đi chơi mà thấy nhà thơm lừng mùi mắm tôm con thắt đấy là sơn không. Hai mày lại vô bếp và ăn trộm đồ của bà Mộng. Không, mình nghĩ là kiểu đi nhậu xong rồi là buổi hôm sau thấy tường đổi màu ấy. Mà mình bảo là, kiểu mình bảo em vô tội tại mọi người. Mình hoa mắt. Đây là tác dụng phụ của rượu. Tường nó đã luôn luôn như thế này ra. Gaslight. Chắc em sẽ dùng smart để sửa nhà quá. À, em sơn cái tường một mắm tôm xong cái ổng đập mẹ cái tường luôn kiểu má xây lại cho rồi. Mới cái tường mới. Hả? Lấy cái bàn, cái tường có cái bàn tay điểm danh lên nhất là. Từ ấy nhé, cái bàn tay điểm danh. Rồi, cho điểm danh. Mời em lăn. Trời ơi, được một con năm mình mừng lắm. Rồi. Sau quá trình rằng co sửa nhà nó như thế nào thì mới hợp mắt. Mọi người cuối cùng đã dọn dẹp, sơn sửa lại sau. Vì đây là một ambition nhóm. Tất cả mọi người sẽ nhận 3 XP. Và sẽ bỏ ambition này. Ok, vậy là chúng ta, mọi người nhớ cho 3 XP vào nhá. Thiện không nhớ về sau đâu, không nhắc được đâu. Quên là thôi đấy. Chúng ta đã xong hết các phần về cơ chế game và cũng như là giải quyết việc những thứ chúng ta nhập vai roleplay trong text. Bây giờ chúng ta quay lại với phần câu chuyện chính. Trong cái thời gian để tóm tắt thì trong thời gian 1-2 ngày đó, mọi người đã nghỉ ngơi, đã đi đám tang của Trung úy Dũng
Một số người thì cũng nhờ cái sự kiện này mà cảm thấy ổn hơn phần nào, nhưng có người thì vẫn còn canh cánh trong lòng với những sự việc đã xảy ra. Đồng thời mọi người cũng dọn dẹp thêm căn biệt thự nên thì nó khang trang hơn, dễ ở hơn. Đây cuối cùng cũng là một nơi có thể gọi là nhà cho mọi người. Và còn Mộng và Faye thì một buổi đêm nào đó đi chơi đâu đó, mọi người khác không rõ lắm, có thể để mọi người tự kể. Chuyến này thì đi nhưng mà về thì chưa thấy có gì lẻng xẻng cả, có thể là đi vài chuyến mới được. Hôm nay bầu trời bắt đầu hửng sáng, một ngày mới bắt đầu. Hôm nay thì cái lượng tuyết trên mặt đất đã tan đi đáng kể rồi, trời cũng bắt đầu ấm lên một chút. Thời tiết đang trong thời kỳ chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân. Sáng nay mọi người muốn làm gì? Có thể hoàn toàn tự bản thân miêu tả một vài câu là nhân vật mình dậy như thế nào và sáng làm gì. Chắc là bà Mộc dậy khá sớm, đang ngồi dưới bếp quát thằng Rennie ở cùng nhà. Mày vẫn chưa lau cho tao cái khoảng hầm đi à, rồi tao bảo mày lau được 3 hôm rồi. Tao xuống nó vẫn như một đống hổ lộ đi. Chị ơi, cái tầng hầm nó bừa lắm, em mới bắt đầu xếp lại đồ vào một góc một tí thôi, nó phải từ từ chứ chị. Mày hỏi anh trưởng phòng ấy, đấy em giúp đập mấy cái tường sơn xay màu rồi mà. Em có giúp nhá. Mày bắt thằng này về nó ăn cơm thì mình nó uống nước nhà mình, sao nó làm cái gì ở đây không? Là sao? Chuyện gì vậy? Từ từ, để đi xuống coi. Thằng Văn nó sẽ lờ mở đi xuống. Cái gì chị mong? Xuống, ngay trong cái hầm đi. Ôi dồi ôi, cái hầm để từ bao giờ đến giờ rồi, nó vẫn chất một đống đồ. Kể cả đồ cũ thì không vứt, đồ mới thì không mang vậy. Điên mất. Ủa anh tưởng ba hôm nay nó ngủ trên phòng thằng mình chứ. Thì đấy, thế nó có dọn cái hầm đâu. Thế thì em có mang được một cái ghế sofa ở dưới lên rồi. Nhưng mà hình như ai lại mang xuống để cho nó để dọn sân hay sao ấy. Ai? Cái sân UK sẽ đang tập thể dục nhá. Anh thấy giờ bằng ghế sofa. Cầm tay này. những tiếng hết quen thuộc ạ. Trời tiếc. Mày không dọn ra đấy nhá. Xong rồi đồ ăn ném chung với chuột. Trời ơi, sáng giờ tao thấy một con nó chạy ngang cái nhà, nó chạy vào bếp nó biến một con mới nhá. Chị ơi, kêu mình tay nhưng mà đừng nào. Em. Dạ có chuột mình ơi. Chú muốn em làm gì? Đi bắt chuột á? Hay đem huấn luyện con em để nó bắt chuột nha. Huấn luyện của em đi, nó bắt nó có tác dụng đó. Văn đang anh thì đi nào. Văn đang nói câu đấy thì thấy Bay sẽ gọi là đi chạy bộ về, dắt chó đi dạo. Bay xếp đi dạo. Không, dắt Bay sẽ dắt một con ngao Tây Tạng to tổ bố đi bên cạnh. Đâu đâu con này nó gì? Ở nhà mình có chó à? Đây là hello dần thế nữa, kiểu đưa tay gãi đầu được cái con chó nó liếm liếm đầu mình. Và là ai nói về chuột đây, chuột bọ gì đây trong bếp theo chị Mộng nói. Con thế con ngao đấy nó biến thành một con mèo, nó chui trong bếp nó bốc giống chuột đấy. Rồi, mày lại ơi, tha thằng ngao trong rừng ngao đây. Tiếp ơi, hiểu tiếp ơi. Ây à, lâu lắm không con người đã lâu nghe thấy tiếng trong bếp. Đấy, thế con mèo chạy ra mà kiểu xem có bắt được không, có cần rô không hay là coi như là đã bắt được rồi. Cho anh Thiện là mèo anh. Con mèo đấy gặp một con mèo đen, nó đứng. Mấy cô anh chẳng tiếng hồn tốt quá, anh chẳng tiếng sẻ của anh. Anh nhớ cái emoji, mọi người bất hiểu bao nhiêu đánh. Là một người nuôi mèo, em confirm cái đấy accurate 100%. Nó con mèo đấy ăn xong con chuột đấy thì con mèo đấy sẽ kiểu chén xong con chuột đấy luôn trước khi mà nó quay lại chỗ của Faye. con mèo đấy đang bị một con mèo đen nó vả. Wow, sếp. Từ phải con mèo mới đang bị con mèo đen vả. Có nghĩa là con mèo của em đang, con mèo của mình đang bị dếp vả. Đúng rồi. Dếp vả. Con ma à nhá. Đúng rồi, cái con mèo đen ở trong nhà, sống trong nhà. Con mèo đen ma sống xuống nhà. Nào, đấy. Con mèo của tôi tại đại kiểu ôm đầu như vậy. Đen nó. Rồi, sau đấy con mèo đấy
biến lại thành một thanh niên kiểu mặc phố rất là cao, tầm khoảng 1m9 gì đấy, da hơi đen một tí. Béo đi em, ác với anh, bắt nạt anh nhỉ? Từ từ nhá, nghe suốt vãi, Yuki sẽ là Yuki. Kẹp cổ thằng này không nhỉ? Mày từ đâu đến đây? Mày ném vào ngoài ra, ném thẳng vào ngoài luôn. Ném thẳng ngoài, ném lên. Ôi dồi, sáng sớm mày ra đâu vậy nhỉ? Áo đéo các bạn. Lan phòng mình mới nhận thêm Drew giờ hả? Phây kiểu ôm đầu mà đỡ đòn cho mà, kiểu banh Grace ấy, banh thằng thằng yêu. Lúc Yuki đỡ tôi được đấm này, kiểu Yuki đang kẹp cổ. Hết bị mèo đánh, giờ đến Yuki đánh. Mọi người làm gì vậy? Grace của tôi yêu đuối lắm đấy. Mình kéo đi. Mình nhìn sao mà mình đi trong bếp kiểu trời, lại một ngày bình thường ở trong phòng thám tử. Đúng rồi, hình như em vẫn thấy một con người ở đây đúng không? Chứ không phải là mình đem say đúng không? Mày không say, tao sẽ đấm nó rồi. Tao mong tao làm không say. Để tao tìm con dao, tao đã đấm con mất cái dao đâu nhỉ? Cái nhà này đủ nhận ăn rồi nha. Thế một thằng ở dưới hầm không làm cái gì ngoài việc gào là tao mệt rồi nha. Việc mày còn mê thế về một thằng, tao bảo trời ơi đi lên phải nã bằng một thằng về. Ôi em chưa đem thêm bữa nữa về là may lắm rồi. Thôi được rồi. Chưa đi 2:30 là hay lắm rồi. Sau khi mà Fay đỡ đòn cho Gray xong rồi là kiểu trông, nhưng mà trông nó mặc mỗi cái khố, trông nó vẫn rất là xú. Tự Yuki sẽ ra đứng trong một hội với của con nhỏ đen khè thằng Gray. Gray cũng kiểu không Gray cũng nghĩ mọi người đang đùa. Họ in theo 8 cũng chỉ thế thôi. Cái này phải wisdom chứ anh. Cái này là wisdom người in theo đéo hay như này hết. Wisdom cũng hay bao nhiêu mà chết chạy chơi. Cũng tầm khoảng 12. Hình như cũng 10. Thôi đôi cái wisdom phải cao chứ. Ông nói thật nhiên là câu đùa. Trời ơi. Rút này rút hệ lực điện. Rút anh em ấy. Bế, không bế mà kiểu Fay đang ôm đầu đúng không? Thế là thằng Grace nó sẽ ôm lấy eo của Fay và bế lên, nhấc lên, cho lên ngồi lên trên cổ luôn. Fay sẽ che mắt lại thằng Grace lại như này. Đừng sợ. Thằng Grace đang bế Fay như này. Ok. Vâng, sẽ ngồi xuống ghế sofa. Yuki sẽ ôm con mèo đánh giá. Rồi Grace sẽ biến lại thành con chó. Tay chỉ hết. Fay sẽ ngồi lên con chó. Mày đừng cả tao chắc bọn này. Rồi, ôi. Chị bỏ mày. Nhân phòng mình một dông rồi đủ rồi chị. Đừng làm dông thứ hai. Ôi trời ơi, tao đéo hiểu luôn. Cái văn phòng mà cứ như cái chạy chẻo bố cô ấy. Cứ đi hai bước loài một đứa về. Khổ. Gọi nó cái lỗ lục phiên thì đẹp. Mày ra thì là đổ bỗ rồi. Tôi sửa thấy văn phòng của mình đem cái biển là văn phòng tháng tự gạch ngang cái gì nhỉ? Chạy bố cô ấy. Chạy tị nạn. Chú Văn ơi. Ở ngoài cửa sổ mày đến chạy nhảy nhảy. Tới rồi. Tới rồi đó. Từ mở ra mở cửa. Mở ra mở cửa cho nhóm Lục Phi. Hôm nay có vụ gì vui không? Thằng Văn rất muốn chỉ về phía con chó. Tôi chết rồi. Grace đang mặc khổ. Không được Yuki ra. Cảnh đẩy mất. Biết rồi. Biết rồi về làm chó. Anh nghĩ là văn phòng chúng ta chuẩn bị giải quyết một vụ án mạng rất là lớn đó. Mà chúng ta biết hung thủ là ai rồi, chỉ xem cô mộng. Mà nó gặp mày sao kiểu? Mày đẻ nhà tao yên. Mày đẻ nhà tao yên. Đừng chỉ vô con chó. Con mèo đen nó nhảy xuống, nó quấn quấn quanh chân mộng, xong thì thở nó khe cái, xong lại quấn tiếp. Tao không phải chấp nhận được cái sự yên bình của căn nhà. Tao đến khổ. Mấy cái đứa đâu đâu nhỉ? Vào lôi con chó ra ngoài tắm nó này. Có chó à? Đây mùa đông mà đi tắm chó. Ôi trời ơi. Mấy đứa trẻ hùa vào. Xong rồi thấy có một con chó. Ôi nhà chú Văn về. Ê, cái thằng phân phong thám tử mới có thêm chó đặc nhiệm. Dạ. Dạ. Chắc cũng đúng. Cô Mộng ơi. Cái bữa tiệc ở nhà cô mơ là hôm nay hay ngày mai nhỉ? Nó mời tao hôm nào? Từ hôm nay đến bây giờ bao nhiêu ngày rồi? Thứ sáu. Ngày mai đó. À, hôm nay là thứ năm. Tuần sau. Tuần sau. Còn lâu trời. Còn ngày mai thì đúng là speedrun. Lôi con chó mèo người gì của anh, của cô. Đi ra ngoài tắm, khỏe lắm. Xong mặc đồ vào. Đồ kỹ nhá, mặc đồ là thơm mà. Không, nó không thơm.
Cô gửi một mình. Bây giờ để cô muốn gửi nhá. Cô bê ra ngoài sân hai đứa đứng hít nhau. Để nhà tao yên mà nhìn cái chân nó đi vào kiểu ôi dồi con nào vừa quét nhà quét lại nhà cắt mấy chấu chân kia đi. Ui. Ra ngoài kêu hôn nhau. Yuki ấy lau lại cái nhà giùm. Không, nhà mà em vừa mới lau. Ê, cái con kia nó biến được thành con chó, con mèo, con người, biến được thành chủ lau nhà không? Tao mượn kìa. Thổi lau nhà hả? Em thấy từ giờ mỗi lần Grace đi lướt qua Yuki, Yuki sẽ nhìn nó với một ánh mắt bombastic side eye, criminal offensive side eye. Grace sẽ biến lại thành một kiểu đang tiếp tục quay sang một con đây đi. Xem nào, xem đi, xem nghĩ một tí, suy nghĩ một tí. Đừng biến thành con người là được. Cái gì đấy cho buồn cười, biến thành con phốc sóc màu trắng rồi mình sẽ cầm lên mình lau nhà. Mày lau ngay cho tao dọn. Thì là người lôi tụi này là làm cái giày cho con chó á, xong rồi ở dưới cái giày đấy nó sẽ có mấy cái miếng bọt biển. Anh thấy ở trong Faerun thì có vitamin để em gọi điện nữa. Lúc sau mới được bảo hành động vật. Lúc sau thì mọi người thấy từ con đấy từ con này. Sao anh lưu nhiều ảnh chó đấy? Tại sao anh lưu nhiều ảnh chó? Bê thì tắm rồi. Thôi, thấy sau cái gọi là màn gọi là tù la bộ tuyết đấy thì mình cũng tạm biệt Gray thôi, cho Gray về rừng này. Tao đéo hiểu bây giờ cái gu của mày còn ăn được thang trong rừng luôn đấy, tất thật đấy. Trong bản rồi lại còn red flag nữa trời. Hôm trước mày đi với ông Bảy, tao thấy nghi ngờ cái nhân sinh này rồi, xong rồi mày ăn cái thang trong rừng nữa, mày còn đâu mà chăn đâu, hay con cá à? Gu của chị Phi hoang dã quá hả? Phi ơi, con chó đã tiêm dạy được nào chưa? Không, chắc là Rui khỏe lắm, không cần tiêm mấy cái đấy đâu. Nó nhìn con nhóm lục phiên, nhìn lại, tôi nghĩ là vẫn nên tiêm. Nhà chúng ta có con nít. Yuki đứng ở đằng sau văn cửa, gật đầu, tiêm đi. Yên nãy giờ trầm trồ con cháu ma thuật. Hoặc là cái giải lao ma thuật. Có nên cho tiêm phòng dại không nào? Gray nhìn với ánh mắt kiểu là cứu. Không, nhìn lại với ánh mắt là hết cứu. Renia sẽ hỏi nhỏ Văn cái là hay là anh ơi, trong này còn con động vật nào nó cũng là người không ạ? À? Cái con mèo đen nó phải người không? Em cũng cần nên biết không? Con mèo đen không phải là người, nhưng nó là sếp. Cào được mồm mày ra đấy. Một bà mộng đang dâu mèo. Tôi chỉ thương chị ạ. Em nghi ngờ tất cả cái động vật trên thế giới này quá anh ơi. Cái đấy đấy, cái con nếu mà con chim đậu ngoài cửa cành cây ngoài cửa sổ kia thì nó có phải là người không nhỉ? Mình không biết được không? Chị Mộng ơi, hôm nay là cái gì? Tao không biết là có bao nhiêu con động vật ngoài kia mà nó thành người, mà tao biến được mày thành động vật, mày có im không? Chị nói anh hay là nói em? Nói mày. Em sẽ xuống hầm dọn. Buổi sáng. Ôi, mọi người đừng đối xử với em như vậy. Động vật cũng là con người mà. Yuki. Cái sự im lặng nó ổn. Đúng không? Tôi đồng ý với nửa với đầu, động vật là con. Mất chữ đằng sau đi nhé. Chứ là hôm nay có ca nào mới động vật cũng là sinh vật sống, em cái còn được. Em im. Rinia sẽ nhón nhón chân ra chỗ của mình. Mình trước khi mà tôi xuống dọn tầng hầm, đã có thêm thông tin gì về mấy cái cô lo chứ từ chưa? Đã sách vở thêm gì chưa? Tính ra hôm nay mình tính đi ra thư viện một mình đó, nhưng mà cậu đã hỏi thì đi chung không? Đi ra thư viện của Walter đi. Nhưng mà sợ chị Mộng chặt vì phải dọn tầng hầm. Kìa. Bạn lo gì? Bạn sợ à? Mình ơi. Dạ. Có thể mình không thấy gì, nhưng mà ở một góc xa xa là đấy, một cái đầu ngõ sẽ thấy một cảnh sát đang đứng đấy. Người trước anh có miêu tả sao ạ? Bé mà. Đúng không? Có. À không, cái đấy là in character đúng không? In character. Ok. Thì mong anh. Em nghĩ chị lên. Sao ra ngoài được? Thì. À không, chúng ta vẫn ra ngoài được. Chúng ta chỉ không đi ra khỏi thành phố này thôi. Không, cái thằng bé ấy. Thằng bé vẫn được đi mà. Đâu. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ bảo vệ nó, còn nó không bị nhốt. Rồi nay muốn ở lại hay rồi mai muốn đi? Em nghĩ là nếu mà em
chịu khó ở trong nhà thì việc mọi người bảo vệ em sẽ dễ hơn. Và cái hộp được dọn nhanh hơn nữa. Dạ. Bài mọi người, xì xuồng. Đúng rồi, và nhà mình còn sạch hơn nữa nếu mà em chịu ở trong nhà thật là nhiều. Chắc thế. Nghe tiếng dưới tầng bê đồ gì đó. Vậy thôi em đi ra thư viện một mình nhớ là mọi người. Đó mà không được ăn sáng à? Không được ăn sáng à? Ăn sáng là gì? Ý là một ngày ăn một bữa là được rồi mà. Một ngày ăn một bữa? Em ăn gooseberry à? Xem số phổ vậy. Chị bọn nó không thích điều này đâu. Mà bọn bà đang trong bếp. Thằng Văn đi vô. Chị có thể là đem 20 ký cá, đem làm cái viên chiên cho tụi nhỏ ăn luôn. Tụi này bắt tao còn ngồi tao làm 20 ký để được ai? À hôm trước đánh vẩy xong rồi mà. Ừ, để em phụ cho. Hôm trước đang đánh vẩy thì nhà khách. Đấy rồi. Xong mày mang đi phát hai, tao làm được một nửa trong kia rồi. Giờ chiên nốt đống này thôi, mày mang bê cho hay cho 20 ký cá làm ra 20 ký cá bên chiên chứ không đùa đâu. Hôm nay đem Ray đến đây là để làm vấn đề này đây nè. Lâu không nói quên mất. Ambition mới, dọn đống cá. Mẹ hôm nay 20 cân. Vậy thì gộp đống cá đem chiên lên xong đem ra cho tụi Lục Phiên ăn. À, mình lại đây ăn luôn rồi, mình đi đâu đi. Bắt đi. Em được phép từ chối không? Để cho Grace một ít được không? Không cần chế biến đâu, để cả con được. Chắc ở trong vẫn còn, để xí tôi đem ra. Cho xin 1/4 chỗ ấy đi. Anh Lục Phiên ơi, mấy đứa ăn hết đi nha. Thằng Văn sẽ đi vô lửa. 1/4 okay. Đống cá còn lại. Nè, đem đi trước khi chị Mộng thấy. Khi Mộng thấy, đúng là con người được kính nể. Không phải phòng tay cũng sợ, kể cả sếp. Vậy thì hiện sẽ giải quyết việc Minh đi tìm hiểu thông tin về cái artifact Golo. Có ai khác đi cùng không hay là mình đi một mình? Nó đang đứng trước cửa đợi mọi người xem coi mọi người có đi không. Nếu như mọi người vẫn còn đang chiên cá nó đi luôn đó. Nào, mọi người có định đi chung với mình không? Chứ mọi người có nghĩ là thằng nhóc này nó thật sự nó đi một mình được chứ? Yuki xác định nguyện đi cùng. Nó chúng ta chu lên thư viện lắm mẹ gì? Anh chú nghĩ sao? Bộ sau lưng em vẽ nguyên một cái gì bia tặc bắn hay cái gì mà đi ra cái có người bắt cóc vậy? Em đâu có giá trị đến mức đó. Chú mới là người cần ở nhà kìa. Nếu như mà tụi nó biết trong người chú có cái quần què gì, chú không sợ người ta bắt chú đi à? Ôi, nó bắt luôn đi, đừng để nó về nhà. Ta mệt lắm rồi, suốt ngày mất trộm rượu rồi. Mình bước một bước ra cửa, trực thăng xuống, móc dây lên. Mình vừa thở rồi đó, xong bước ra khỏi cửa em biết mất. Ai theo Minh không nhở? Bà Mộng thì bà sẽ không hay đi thư viện đâu. Nhưng bảo đi thư viện bà ấy kiểu đéo, tao để làm gì. Đau đầu. Vâng, đang phải suy nghĩ là mình cũng nên ra khỏi nhà. Chú Y có đi không? Đi chứ. Thế thì Fay sẽ cởi cái gọi là dây quàng cổ của Gray ra rồi vứt cho bắt đến tay rồi. Thì em hỏi là trong vũ trụ này mình có cộng số 8 không? Cộng số 8 không? Đó. À, ok, vậy để em còng tay chú Văn lên cái cầu thang để chúng ta ở nhà nha. À? Ôi trời ơi. Chú ở nhà vui vẻ. Bộ bài. Bye bye. Ủa? Văn phòng mình cần thêm một ông bác sĩ. Mình chứ bây giờ mình quên đâu ta. Anh nhưng mà chúng ta có bác sĩ ở đây mà. Nhìn ông Văn kìa. Cờ Leric. Cờ Leric này lạnh lắm. đúng là kiểu mà trong trại ấy, mấy ông bác sĩ kiểu là bị coi là bị đối xử tồi tệ, bị bệnh. Vậy thì ốm Minh Yuki và Fay là đi, còn với từ Fay có đi không hay là Fay đưa cái dây cổ của Grace? Fay muốn đưa Grace đi ăn cái đống cá còn thừa nên là mọi người cho thì Fay ở nhà, còn nếu mọi người không cho Grace ăn cá thì Fay sẽ bye bye Grace, lên tầng đi ăn dùm đi, ăn dùm đi nha. Ăn Yuki ra xa Grace cậu, xin lỗi Việt lên đấy, hiểu nhầm tí chứ ăn hết đi. Khi mà mục tiêu của chúng ta chung một hướng, nói chuyện gì sai. Cái gì kẻ thù chung là 20 ký cá. Thế sẽ hỏi trong cái thời gian mà ba người kia từ vậy thì cuối cùng là Fay ở nhà hay là đi? Hai. Bởi vì là nó lại Grass đang ăn rồi. Đúng không? Nên là Fay ở nhà. Đang ăn thì Fay sẽ không đi, nhưng nếu ăn xong rồi thì okay. Fay sẽ đi. Rồi. Ok. Vậy ba người ở nhà có dự định làm gì trong cái thời gian mà hai người kia đi thì không? Có là làm gì riêng không hay làm gì chung?
Em muốn đi loanh quanh, chắc là qua chỗ mấy quẩy rèn các thứ, bởi vì đạn trong đám ma chưa xong nhà bà Mộng, bà ấy sẽ để lại cái con dao mà lỡ chém vào cổ chú Dũng ở đấy luôn, chứ bà không dùng con dao đấy đâu. Chị Mộng có muốn phi tang luôn không? À, không, em cho lên rừng luôn. Bà ấy để trên trước cái văn thờ đấy. Bà em cho lên rừng luôn nhá. Tôn ở đâu đấy trên ngọn núi xa xa đằng kia kìa. Ông có nói gì với ai về việc để đấy không? Nếu mà người nhà có hỏi thì bảo đấy là cái gì nhỉ? Cái vật chứng. Ừ, gì mà cuối cùng mà chuối để lại. Ok. Ok. Rồi, okay. Hiện sẽ suy nghĩ thêm về đấy sau, nhưng mà con dao hiện tại là sẽ không còn. Đúng rồi, thì bà cần một con dao mới. Vâng, chắc con sẽ là tìm rèn rèn đống bát đũa dĩa muỗng mới. Vàng bị sắt mà. Không vỡ được đúng không? Bằng sắt. Ra mắt từ gần đó. Bỏ đi. Rồi, Faye có làm gì đặc biệt không? Hay là hang out với Grass thôi? Thì hang out thôi. Ok. Còn không thì đi với chị Mộng, đi mua dao cũng được. That's ok. Có ai giúp em không? Giọng dưới hầm. Sau khi đi tìm đèn về thì mọi người sẽ giúp. Okay. Không thì mày gọi bọn Lục Phiên xuống đi, đằng nào nó ăn hết một rổ cá rồi. Ok. À, là Lục Phiên có muốn xuống chơi cùng với Renee chứ không? Thằng Thơ nó nhỏ là để ý xem nhớ kêu nó dọn cái kho nhé. Chơi thôi đúng không? Chứ không giúp nữa. Ok. Chứ mà giúp là thành lao động cho em đó. Từ bây nó chỉ cần nhiệm vụ là trông thôi. Ok. Sao bọn cháu cũng lười lắm ạ. Cháu cũng lười lắm đó. Trốn nhà sang đây chơi để đỡ phải làm, sân đây bị bắt rồi. Ok, vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ cảnh mỗi người đi tìm hiểu thông tin trước nhé. Minh và Yuki đi đến đâu? Đến thư viện của thành phố Waterdeep. À. Trong thành phố thì cũng có một vài cái, nói chung là tiệm sách, thư viện nhỏ, nhưng mà có một cái thư viện lớn là ngay ở trường trường đại học của mình, có thể đến đấy. Đi Yuki và Minh sải bước trên đường. Khi mà bước ra ngoài thì cũng có thấy đúng như là Faye nói, lấp ló đâu đấy một anh cảnh vệ đứng xa xa ngồi uống cốc nước trà. Mọi người tiếp tục đi. Anh đó. Kéo anh Grab là kiểu ống quần lại thấy cái tóc màu xanh. Hai đứa vô chi đi ngang qua kiểu không quan tâm anh ta là ai. Anh thấy thật chậm. Yuki có 13 thôi, Yuki không biết gì hết tí. Đi qua. Đi qua một thằng hề ngồi với ghế cầm tờ báo đọc. Không có. Sao cứ đi ngã qua ngã quẹo nào cũng thấy thằng đó kiểu là đi theo. Hai đứa vô chi mà là cứ nhìn. Ô, con bướm kìa. Yuki có biết con bướm này là là thuộc họ con này là thuộc họ Monarch, nó chỉ bay tới đây vào mùa xuân thôi, tại vì chúng ta dần tới xuân rồi đó, bắt đầu bài diễn văn 700 chữ về con bướm. Thoát thời bài diễn văn trôi qua, mọi người đã đến với thư viện. Đây là một ngôi trường đại học về phép thuật khá là có danh trong Waterdeep. Hiện tại thì tiện quên cái tên chính xác rồi. À, tên nó nghe rất là kêu. Phải từ từ rồi tìm lại sau. Dạy phép thuật à? Dạy cái gì nhỉ? Khéo mình biết. Trường dạy phép thuật. Wizard đây. Cái ngôi trường này thì được xây khá là cổ kính. Nhưng mà ở nằm ngay giữa trung tâm của quận thành, là cái quận trung tâm của thành phố. Thì được khuôn lại một cái khuôn viên ở giữa. Trong cái khuôn viên này cũng có khá khá cây xanh và cái trường thì nằm ở giữa. Mọi người đi vào, ở Minh thì ngay một cái cảm giác thân thuộc, cũng mới gần đây thôi thì mình đã tốt nghiệp xong ở cái trường này để vào văn phòng thám tử nước sông làm việc. Trên những cái sảnh của trường vẫn còn nhiều kỷ niệm vương vấn. Đi một lúc thì cũng có gặp người quen, gật đầu chào, có một vài người quen. Ôi, chưa 20 tháng 11 mà đã đi về thăm trường rồi, cảm động. Nhưng mà nó vẫn đi tập trung, đi tìm thông tin về Golor hoặc là những cái thứ liên quan đến cái cục đó và cái cách lấy nó ra mà không cần phẫu thuật. Tại sợ ông mang ống nuốt mẹ vô, bây giờ phải đi mổ ruột thừa mới lấy ra được. Rồi tìm đến với thư viện lớn của trường. Khi bước vào đây, không gian tĩnh mịch.
mọi người thì khi mà ở trong này đều tôn trọng cái không gian chung và ngồi trong sự yên lặng tự nghiên cứu, hoặc là có những người thì vào trong cái phòng thảo luận riêng và nói nhỏ. Đến đây khi mọi người hỏi về hoàng cái thủ thư, về những cuốn sách, về gì, hỏi về trực tiếp Golo luôn đúng không, hỏi hay là hỏi về artifact hay hỏi gì? Dạ hỏi về trực tiếp cái cục đó luôn, tại bây giờ não em nó đang không đủ thông minh để nấu ra một cái gì đó có vẻ ambiguous. Ok. Cái Golo à? Golo thì chưa, lại thì à, người thủ thư sẽ không biết về cái từ đấy, không biết về tên đấy, nhưng mà có thể chỉ họ ra những cái ngăn sách về cái artifact. Và có bảo là như cũng đang có người tìm về cái artifact đó. Thể ra đấy sẽ gặp đấy. Người người thủ thư đó là nam hay nữ? Nữ. Để em biết em gọi chị hay cô, là anh hay chị? Ừ là sao? Nữ. Chị có thể mô tả lại cho em người đó được không? Để lỡ em bắt lộn người thì nhục lắm. À, đó trông nó trông cái ông này chung là cũng thấp thấp bé con, trông có cái là trông mặt thì cứ có vẻ hơi nhăn nhó và hình như là có vết gì lấy ở mặt. À vậy chắc là cũng giống như thầy ABC gì đó nhỉ. Xong đi. Nhưng mà chúng ta chưa từng nói về câu đấy nhé. Tốt nghiệp rồi không dám gì, tốt nghiệp rồi chửi thầy thoải mái. Em bước đến đây rồi lúc mà đi ra cái thì em đi, em có thấy ổng hay ổng thêm chứ. Mọi người bước gần đến cái chỗ cái gian sách đó thì bắt đầu nghe có tiếng nói chuyện xì xào ở phía đấy, mà bước gần hơn thì nghe rõ hơn. Ôi trời ơi, thế mất công đến đây để làm cái gì? Bao nhiêu thời gian chẳng được cái tích sự gì. Rồi một người đi lướt qua trước mặt cả Yuki và Yuki và Mick nhận ra đây là điều tra viên 7 bước qua ngang trước mặt. Chú này có vẻ không để ý thấy mọi người mà cứ mặt thì hầm hầm bước tiếp. Ốm Yuki có thể nhận ra là phần má bên trái của chú ấy tím bầm. Chú ấy sải bước đi. Yuki sẽ ghé tai Minh. Ê, như chú ấy vừa bị đánh á, nhưng mà ai có thể đánh chú ấy được nhỉ? Em nhớ là hôm bữa sau khi Fay với chú ấy đi về, chú ấy đâu có bị quýnh đâu, nên chắc không phải là Fay rồi. Mà chú ấy hình như không vợ, không con, tuổi này rồi mà bị bố đánh thì cũng kỳ. Hay mình có nên hỏi thăm chú ấy một chút đâu? Chú ấy đi rồi đúng không? Kiểu đi luôn rồi. Đi luôn. Ngó vô xem cái người mà Yuki muốn gọi thì gọi, chứ em không dám gọi. Em được stuck chú mày một tí không? Được gì? Kiểu tò mò, Nicky đi theo xem. Đi theo hả? Yuki cứ đi. Mình sẽ đứng ở đây, mình sẽ đứng yên ở quầy này, không đi đâu xa đâu. Rồi, vậy thì chú bảy sẽ bước ra khỏi thư viện, đẩy cửa đùng một cái, bước ra. Mọi người đang đọc sách thì cũng ngó lên nhìn chau mày, thấy và cũng thấy Yuki loạch xoạch trong bộ trên mail, nấp bàn này, nấp bàn kia, sau cái cột, sau cái cửa đi ra. Yuki sẽ thấy chú bảy bước ra ngoài, ra khỏi trường, có vẻ không để ý thấy. Hiện tại chú đã ra khỏi trường, có đi theo nữa không? Em đi thêm một tí thôi. Có vẻ là đi về đồn. Ok. Không cần phát nhau cầm ngược đi. Đấy. Trong lúc đó mình thò đầu vô xem coi người mới cãi lộn với chú bảy là ai. Đây là cô giáo sư đã nhờ mọi người cướp viên đá ở bảo tàng. Giáo sư nghiên cứu về những sinh vật thể ngoài hành tinh. Sau cái vụ đó giáo sư có bị đình chỉ không anh? Sau vụ đó có vẻ như là mọi chuyện hiểu lầm đã được giải quyết. Chúng ta ở phần trước khi mà mọi người đã nhấc viên đá lên, tiếng chuông báo động ầm reo lên ầm ầm.
tất cả những đội cảnh vệ trong thành phố, không phải tất cả, là những đội cảnh vệ ở gần đấy và những bảo vệ sộc tới. Chúng ta cắt sang màu đen rồi màn hình trắng trở lại. Mọi người đang ở trong đồn cảnh sát và có cái cô giáo sư ở đấy, xong rồi giải thích một hồi về cái viên đá nó lóe lên. Và rất may là với cái sự hiểu biết của cô ấy đã kịp thời ngăn cho quả trứng không nở, và cuối cùng mọi sự lùm xùm đã được giải quyết. Hiện tại quả trứng hoặc là cái viên đá quân quốc mà ta thì đang được đưa vào trong tay của trường để bảo quản và nghiên cứu. Cô giáo sư thì không còn bị slander nữa và đã được mọi người công nhận là tên. Có nghiên cứu về cái mảng này. Wow. Nhưng ngoài cô ấy ở cái quầy hàng artifact ra thì còn có người nào khác ở đây không? Cái người mà fit với lại cái description của cô thủ thư ấy. À, người fit với description của cô thủ thư là điều tra viên 7. Oh. Yuki thấy anh 7 bước vào đồn thì Yuki sẽ lại đi chạy về, chạy thẳng về ở thư viện tìm mình. Theo cái kiến thức về không gian thì có vẻ như là chú 7 đã bước ra sau khi nói chuyện với cô giáo sư này. Ok, xong rồi mình nó sẽ đi. Trong lúc đó Yuki đang đi stock mà đúng không? Em sẽ đi nói chuyện với lại cô đó đã. Em không biết tên của. Em chào giáo sư Doctor Daniel. Tiến sĩ Daniel. Em chào tiến sĩ. Tiến sĩ vẫn chưa giải quyết xong việc vài tháng hả? Vài tháng trước với lại điều tra viên hả? À không, mọi chuyện thì giải quyết xong xuôi rồi. Hôm nay là điều tra viên có đến đây để hỏi cô về một cái loại đá nào đấy, nghe tên là Golo. Thì cô có giúp cho chú ấy là đến đây cùng để tìm hiểu thông tin. Nhưng mà có vẻ như là chú ấy không hài lòng lắm với thứ mà chúng ta tìm được. Em có thể xem qua những thứ đó được không ạ? Tò mò thôi. Có cô cùng với cái số 7 cũng đã ngồi đọc qua một số cái cuốn sách, nhưng mà thông tin về nó cực kỳ hiếm. Có cái từ khóa Golo này có vẻ như là bí ẩn với toàn bộ các cái nhà sử gia, được nói lên trong một số cái chỗ nhưng đều được đưa lên như là những cái lời speculation, đoán hoặc là những cái dấu hỏi rất lớn ở đây. Thường nó được xuất hiện trong những cái sách về những gì, sách nghiên cứu về những cái sinh vật ngoài hành tinh. Có phải là nó có sự liên quan đến một sinh vật nào đấy được tạo ra nó, cái quy trình chế tạo ra nó, hoặc là thậm chí là được đồn như là một cái trong cuốn sách ở chỗ này em đọc này, như là một thực thể sống. Nhưng mà về thông tin cụ thể là làm như thế nào để tách nó ra khỏi người, không hiểu sao rồi lại phải hỏi về cái đấy, thì không có thông tin nào về cái đấy cả. Cô hy vọng là một cái thực thể như vậy nó không ám ai cả. Em nghĩ rằng là việc thu thập thông tin về thực thể này có vẻ cũng khó, tại vì bản chất của nó là nó sẽ ăn trí nhớ của người mà nó tiếp xúc, và thường thì nghiên cứu với nó thì phải tiếp xúc với nó, nên chắc bản thân họ cũng không biết là họ đã quên. Vậy là những cái chữ dịch ở phần này là dịch sát nghĩa à? Cô cứ tưởng là họ dịch sai cái gì đó như là về trí nhớ hay là làm kiến thức gì đó. Vâng, em có thể hỏi một câu hỏi giả định không ạ? Hỏi đi. Giả định những người viết những cái quyển này chắc cũng đã từng tiếp xúc với những viên đá đó, thì giả định một trong những nhà nghiên cứu đã nghiên cứu viên đá này tiếp xúc với nó một cách gần gũi thì tuổi thọ của mấy người đó khoảng bao lâu vậy? Lo. Tuổi thọ à? Những thì con xem đây là được viết bởi ông sử gia A. Ông này thì có vẻ là không bệnh tật gì, nhưng mà ông ấy cũng mất tầm 40 do chắc là có xung đột gì đấy với những người tìm hiểu khảo cổ khác. Còn về cái người viết kia, người khảo cổ B, thì cũng không thấy thông tin gì. Ủa nhưng mà cái ông này là ông ấy nổi tiếng, về sau mất tích không ai biết gì luôn. À còn cái nhà khảo cổ khác thì cái bà này, bà ấy
Vì sau bà ấy mắc chứng là tôi nhớ quên quên nào đấy, nên là những cái thứ mà bà viết không có reliable, không có đáng tin cậy lắm, cũng không biết. Cô có vô tình biết được địa chỉ của những người này không cô? Ít nhất là mong là không cùng nhau họp mặt ở nghĩa trang thành phố. Ủa, không, những cái người nghiên cứu này là qua đời lâu rồi. Đây toàn những sách cổ lắm luôn. Mình phủi bụi vào trong cái, may mà thư viện mình, trường mình ở lớn ấy, không, cô nghĩ không có đâu. Dạ, em cảm ơn cô. Nếu như mà cái viên đá này có liên quan tới thực thể ngoài hành tinh thì liệu nó có liên quan tới tụi Mind Flayer không nhỉ? Mind Flayer? Mind Flayer, giả thuyết này là có merit, có thể có tính sát thử. Cô nghĩ là Mind Flayer cũng là một cái loại giống loài mà thích lấy kiến thức. Có thể là chúng đã tạo ra những cái artifact mà để hỗ trợ chúng trong việc này. Thường thì Mind Flayer, theo những gì mà cô nghiên cứu là nó sẽ muốn ăn não. Và cái những thứ mà ghi chép lại về viên đá này thì có vẻ là không quá gây tổn hại đến não, dù là chúng có tác dụng hơi tương tự. Có thể chúng chế ra một loại vật gì đấy, không nhất thiết phải mất cái não để chúng vẫn lấy được thông tin, cũng có thể. Cảm ơn. Xong rồi mình lại đi tìm sách lịch sử Mind Flayer ngồi đọc. Cô nói nốt là nhìn chung thì cái viên đá này nó được gắn kết với đây dịch nốt đoạn này thì gắn kết với lưu trữ ký ức, lưu trữ thông tin. Hy vọng là nó giúp được Bem phần nào. Cô biết là nó rất mông lung và thậm chí là chú bảy kia chú đã nghe cô nói một hồi cũng rất là chán. Yuki đã quay lại. Cho em hỏi thêm một câu cuối cùng. Yuki quay lại. Yuki. Yuki đâu kìa. Gì vậy ba? Thực thể này người ta có kiểu ghi chép là nó thuộc về nhóm thực thể nào không? Kiểu tụi nó liên quan tới, em không biết nữa, Avernus nhiều hơn hay là liên quan tới một cái RAM nào khác hơn? Nghĩ là nó liên quan đến cái từ khóa khoa học, nó gọi là aberration. Yeah. Cảm ơn cô. Tức là cô giúp em nhiều hơn và em ở nhà em tự đọc sách. Tuy nhiên là hai cái đầu thì sẽ luôn tốt hơn một cái đầu mà. Cô vẫn luôn luôn cần đọc thêm nhiều thứ. Như kỳ đứng không, sau. Không có em hôm nay thì cô còn... chào Yuki, như bạn này đợt trước không có đi cùng hội bọn em. Cô chưa thấy bạn. Có nghe thôi. Đến đây lắm cô. Đấy, đang bảo nếu mà không có em hôm nay thì cô nghĩ là mấy cái đoạn này nó dịch không chuẩn cơ. Nó rất là cũng có liên quan đến trí nhớ và kiến thức thật. Vậy thì Yuki tìm được thông tin gì không? Thấy anh Bảy rất hậu hực đi về đồn đó. Cô có thể hỏi, cái này là cho cái tầm của cá nhân thôi. Bọn em là đang tìm thông tin về cái này để làm gì? Để nghiên cứu về nó à? Hay là kiểu đi cũng có tìm máu khảo cổ, đi tìm hay sao? Em nghĩ rằng là thành phố chúng ta, cô cũng biết dạo này thành phố có nhiều cuộc ẩu đả các thứ giữa những bè phe phái mà. Thì em nghĩ đây là một manh mối quan trọng cho bên cảnh vệ thành phố. Em thấy mấy cái này nó hay hay á. Vậy em có thể theo học ở trường chúng ta, sẽ có nhiều những chủ đề hay như này nữa. Đấy, nhất là cô, cái chuyên ngành cô là hay nghiên cứu vị thứ này lắm. Có đợt trước em không có đây, có muốn vào chỗ văn phòng của cô, hoặc thật là văn phòng của khối, chỗ để cái quả trứng đấy không? Quả trứng lần trước bác nói Yuki. Yuki sẽ đã bắt tới chỗ mình. Em hình như là chết rồi, em quên tắt bếp ở nhà rồi, thôi em phải đi về thôi cô. Yuki mình về nhỉ? Về về nhanh không, chị mộng giết mà mộng hát xì. Vậy thì mọi người có thể đi về, không có vấn đề gì cả. Trong cái đội ở nhà, chúng ta chuyển cảnh nhé, sang đội ở nhà. Mọi người sau khi đã ăn cá, dọn dẹp cá và cho bọn lục phiên, bọn trẻ con ăn cá xong, người đã đi đến chỗ thợ rèn. Đây là quán thép và hơi, do táp lại nhìn tên cho chọn. Ngõ Jones School ở nào đây ta, đang sức may đi không kịp. Thép và hơi đây rồi, do hai người nguyên tố Embrick và Avi cùng dùng những cái năng lượng nguyên tố của họ
để tạo nên những cái công cuộc rèn giũa cũng như là vũ khí có chất lượng. Hai người này là một cặp đôi và thường được thấy đi chuyển hàng đi về trong thành phố. Mọi người đi vào trong, bên trong được bốc hơi xì ra và nghi ngút, có vẻ như là hai người đang ở phòng bên trong đang nấu cái gì đó. Nấu ở đây là nấu sắt thép. Văn sẽ đứng ở ngoài đó gọi vọng vào là chúng tôi muốn rèn đồ, mọi người có tiện không ạ? Có khách kìa, em ơi, đang xem ai kìa. Mọi người sẽ thấy Avi bước ra, một anh Water Genasi, nguyên tố nước. Là chào mọi người, vậy bọn tôi có thể giúp được gì mọi người hôm nay? Rèn đồ hả? Tao nè, trời, tao mua cái dao ấy, cái con cũng thích rất mà học rồi. Chị nghe thế, cuối cùng là bọn chị cũng đã nghe bên bọn em quảng cáo là có thể làm sao xịn hơn nữa cho chị à. Đấy, con dao đấy chị. Em thấy chị cứ cầm đi cầm lại nên bọn em là luôn luôn để ý những cái đồ rèn giũa mọi người đi qua mà. Con dao đấy chắc phải chục năm rồi chị nhỉ, nghe hơn thì em cảm thấy cũng quen tay, nó cũng thuận tay, nhưng mà thôi, nói chung là đồ gì hỏng mình chữa mãi không xong ấy, hỏng là hỏng thôi, nên là thôi lấy con mới vậy. Yêu cầu cái tiêu chí của chị là những gì? Quen tay như em nghe là một này. Cho chị tầm ngắn ngắn thôi, đừng dài quá, ngắn kiểu gì mà chắc hơn găng tay thì nhẹ là vừa. Okay. Có gì nhẹ nhẹ nhá, dễ giấu nữa. Ấy là để chị để cạnh người mang đi loanh quanh cho nó tiện. Nếu mà được thì chọn cái nào mà nó phù hợp cho cả lọc da nhá. Không cần chặt xương đâu, lọc da thôi. Ok chị, vậy là nó cũng phải có cái độ sắc và cái độ mỏng nhất định để có thể là làm được những việc như chị mô tả. Và quan trọng là tại vì chị là quen cái con dao cũ chị dùng được không? Thế chị thử cầm cho em mấy cái con dao này xem là con nào mà vừa vừa để bọn em biết cân nặng cho phù hợp. Thử. Nó sẽ là một con dao nhẹ thôi, thì mà làm bằng thép hơn là làm bằng gang biết các thứ. Con dao rất nhẹ để múa được ấy. Cái sai quá. Em hiểu tại sao mà trong nhà có nhiều vết dao chặt cho chị. Tao luyện cho quen tay tao, tao sẽ chặt từ mặt mày nó mày kêu lắm. Em kiểu thỉnh thoảng là chặt cho nó quen ấy, cứ đang nói chuyện thôi nói tiếp, chặt một cái nói tiếp. Thì theo bình thường một cái con dao thì sẽ rơi vào khoảng tầm 3 vàng đến 5 vàng, nhưng mà con này làm custom cho chị theo đúng những cái tiêu chí này và cũng là chất lượng tốt đấy ạ, thì bọn em xin là 10 vàng. 10 vàng thêm cả trang trí đi đấy, xinh đẹp một hạt tí. Rồi. Cho dòng bay thượng múa các kiểu đi. Trang trí thêm cái ok, với về cái điêu khắc nghệ thuật thì sẽ hơi tốn kém một tí chị ạ. Nhưng mà vì chị cũng bọn em cũng biết là cái văn phòng của chị ngay bên kia có dự qua chỗ lại thì chắc là cho lên tầm 14 vàng. Có trong xí điêu khắc đặt nhiều mà. Đấy, bên cạnh con dao này nhé, cho chị một lô bát đũa đi. Mỗi thứ tầm chục cái. Bằng sắt nha. Cái nào mà đập không vỡ thì Nghe nó hơi kỳ nhưng mà nhiều người, nhiều các cái người mà mới có con cái thứ thì cũng hay qua đây làm với bộ như thế mà chị. Không sao, cho chị bộ đi. Đủ đũa điếc nồi điêu xong chảo ha. Chắc là đập không vỡ. Chứ không phải là một bộ đâu, nhưng mà chị mong. Thì bộ thứ 10 cái đấy. Vậy thì có cần trang trí đẹp đẽ nữa không ạ? Mấy cái bộ này hay là cũng là đủ dùng cho tiện thôi. Cái đấy thì thay liên tục đi mà. Chắc là 2-3 ngày thay được. Bên nhà chị là quan trọng chất lượng, kiểu cái độ cứng là nó dẻo dai hay là nó dày hơn, nhưng mà dày hơn thì có thể là dễ dạn nứt, hoặc dẻo dai thì có thể dẻo là đi nó ok dẻo đi, nếu mà nhớ méo chị bắt nó bẻ lại được. Ok, nhà chị chắc là có trẻ con nghịch lắm. Đông lắm, có mấy đứa thì đông lắm. Đông lắm. Mình mấy Yuki kiểu hát gì? Tụi em thấy lạnh gáy các thứ. Nhìn quanh không có gì cả. Không phải mỗi cái 10 đâu, cho tôi mỗi cái 20 đi. Quay qua, thằng gì nghe nói chuyện. Rồi. Nhà đông con. Cái tất cả đống bát đũa đấy thì nó sẽ lên đến tổng có 20 vàng thôi.
mắt đũa và không có điêu khắc thì dễ làm hơn, và kiểu là có cái các cái khuôn sẵn rồi, có con dao là làm custom thì cần phải cẩn thận. Mọi người xây lần đầu tiên trong bao nhiêu năm đi chợ bảo không, không mặc cả hẳn 20 đồng mà nghe ngọt đấy nha, trả luôn. Chị tin okay. Tay này được mình làm dao kỹ kỹ vậy nha, thì hình như đó tiền em mà đi. Ừ, đừng im đấy. Con dao là tại sẽ phải đến, chắc là đến custom thì bọn em làm gấp, phải đến ngày mai mới có chị ạ. Trong thời gian đấy thì chị có thể dùng tạm một con dao trên của em, xong rồi mang, nếu mà cần thiết ngay, xong rồi có gì mai mang trả đấy. Không sao, tao cứ túm tạm con này đi. Ok. Mai tao túm dao bầu. Ok, em làm cái biên lai các thứ. Ok, rồi ngồi khoảng 10 phút. Xong những cái bát đũa kia thì nói chung là cũng có vài chồng sẵn rồi, có vẻ như ở bên này cũng được order khá nhiều. Fake của Dico không nhỉ, hay là fake ở nhà để hỏi thêm flavor thôi. Fake ở trong nhà chứ, phải có đứa trong nhà chứ. Ok ok, người đang ăn cá. Ok, khi mọi người bước từ bên của thợ rèn về thì cho đi trên đường, như đam mê đống bát đũa, có người đi ngược huých vào vai của Văn, suýt rơi đống bát đũa đang cầm, chưa rơi. Văn quay sang đi cẩn thận anh ơi. Thấy gọi là thanh niên choai choai mặc áo trùm đầu quay lại đang đi. Mà bọn đừng cầm con dao đến bên cạnh kiểu từ từ. Thằng này mày quay đầu lại thằng kia. Cái lưỡi mày vừa thò ra ở đâu ra đấy? Sợ ơi. Có gì rồi? Bà chị có diện gì? Thứ nhất là mày cụp cái pha mày xuống, thứ hai là mày đi đường mày mỏi bắt mày ra pha mày ngược lên trên trời. Trên trời đéo có người đâu, trên trời chỉ có xác thôi, có hồn đâu, bây giờ cái hồn của mày nó sắp bay lên đấy này. Chị có cái gì trong cái giá cả này sẽ gần mấy hứa rồi nhỉ? Mà có thể đứng dẹt sang một bên chắp tay. Em đáp vào cái anh, em không có smart nhưng mà em sẽ ví dụ đang nhìn mặt em đúng không? Em nhân lúc nó không chú ý, em giơ chân em đá nó phát được không? Em sneak chân lên được không? Được, cứ đá đi em, không cần lăn gì đâu. Cho, thế vâng, cho em lên gối đây. Lên gối thẳng luôn, dứt khoát. Vào đâu? Vào chỗ cần vào anh, thẳng luôn. Vào chỗ cần vào. Sút. Nằm luôn, được. Người già đó chân, tao bị chuột rút. Tao bị chuột rút. Vâng, lại đỡ. Về chị ơi, nó sẽ đi lại chỗ thằng nhóc. Điều một trong mọi thứ đừng nhắc tới từ dài chút nào. Có vẻ những cái lời nói không quá thấm, nó còn đang thấm cái phát lên gối. Dậy không ra. Ăn lụm cái đống đồ hồi nãy nó mới đặt xuống, xong nó kéo chị một đi về chưa? Nó nằm nó chắc tới chịu. Mày thằng con nhà này. Này biết đâu, lần đầu thấy nó. À, vật còn đít còn lụm. Đấy, phay ở nhà thì có tiếng gõ cửa, thấy ở ngoài cửa sổ thanh niên bên cạnh nhà Hans. Ê phay lóc nhóc chui ra mở cửa. Ôi hello. Hôm nay sao được gì đấy? Lần trước là tôi đã... hôm trước thấy sao? Chơi đàn ở đám tang hay thế. Em sai. Và ai? Vãi. Incha luôn đấy. Tao tha incha như nhau luôn. Vãi. Chết vãi. Lỡ. Tại hôm đấy là đấy, đứng ngoài cửa, trong cửa mà được cho cái bé Pecan cho xin tí việc cũng nghệ kiếm khá khá. Nãy hôm trước tiểu Yuki nó chỉ cho này. Ui, nhà hôm nay bọn trẻ con lại sang nhỉ? Có con chó mới, vui thế. Ôi, thế hôm nay tiện cậu đến không chắc không phải chỉ để khen tôi chơi đàn đám ma hay đâu nhỉ? Ây, đấy là phần quan trọng chứ, là cũng có phần khác. Điên là có nghiên cứu thêm gì cho tổ chức mày ra, cho mấy cái viên đá ấy. Đó, có gì còn báo các sếp cứ gãi đường suốt. Viên đá? Có lói. Bro á? Trời ơi, lại phải nhắc lại là cái viên đá mà cái bọn Satatha với Gentrim nó cứ đánh nhau, chùm choảng các thứ đấy à?
có phải là nó bây giờ này tôi nhiều việc ở bên văn phòng quá tôi bị quên ấy, có phải là sếp mình giao vào cái đợt mà trước cái hôm mà à, trước cái tuần trước lúc mà mình uống rượu với nhau không, phải là đấy không nhỉ? Ấy đúng rồi đó. Tôi đã tưởng là tôi uống thì là say rồi à, hay quên thế mà cô còn hay quên hơn. Thì cũng tôi cũng đang điều tra mà cũng có tí đầu mối rồi à, thế cho mình ao tra hỏi một chút. Hans à? Đáng tin đúng không? Hans là một người trong tổ chức trong Harper và đáng tin mình. Trong quan hệ và đáng tin chỉ là okay. Có thể đáng tin với thông tin và về cái việc làm, còn đúng rồi, chỉ nói về cái phong cách việc làm việc, cái phong cách làm việc thì không đáng yên tâm lắm thôi. Ok. Phải cài hết thôi, biết làm gì nữa. Đây, đấy, thì con mắt cũng, con mắt đấy thực ra thì tôi đang giữ nó đấy, nhưng mà nó đang cần một chút điều tra một chút, bởi vì là cái người mà giữ cái viên đá đấy ấy, lại bị nhập vào mất rồi. Không biết là tôi cũng đang viên đá đấy nó trong lúc tôi kiểu quay mắt đi cái viên đá chui tọt vào người anh kia, thế là bây giờ anh nào thì, ông sếp của tôi, sếp ấy, sếp ôi, ông sếp đấy văn phòng ấy. Ôi rồi bóng đùi đen cả, nhìn tướng ông đấy đúng là mất hồn thật mà. Đấy thì tôi bởi vì tôi cũng không biết là làm thế nó có bị gọi là ảnh hưởng đến sức khỏe không nữa. Ngày hôm nay cũng đang kiểm tra xem anh làm sao không, nhưng mà từ lúc mà bị nhập vào xong ông cứ như kiểu mất hồn đấy, mà không biết là người mình đấy cũng bị, người tôi cũng đấy, thỉnh thoảng cả văn phòng thôi chỉ nhớ lúc nhớ lúc không thế, khéo là có khi tôi cũng một mảnh đúng rồi không. Rồi một lay không, đấy tôi cũng sợ lắm tôi. Thì cuối cùng là, nhưng mà thông tin về nó, về cái nguồn gốc viên đá ấy có hỏi han là cái gì không? Nguồn gốc của viên đá đấy à? Đâu ra, tác dụng các thứ ấy, kiểu ấy. Tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Đấy là viên đá đấy nó làm cho người ta bị mất trí ấy. À không, nó có khả năng gọi là khơi gọi những cái ký ức gọi là từ tiềm thức lên ấy, hoặc lấy ký ức người khác kiểu thế, nhưng mà dùng nhiều thì mình cũng mất trí đấy không, nó liên quan đến đầu óc người khác. Nhớ rõ nha, đến lúc tôi quên thì nhắc lại tôi đấy. À đúng chú mình đúng là cặp đôi ăn ý mà. À, cái gì nhắc cho không mà này, nếu mà tìm không ra ấy, hay ra thử hỏi cái bọn đừng xong nha. Harper mình mới có kiểu cũng biết được là trong cái bọn Zendarim ấy có cái bọn nó đang không thích cái đường lối lãnh đạo hiện tại lắm, không thích cho anh em đi đánh nhau lắm, bọn nó không làm, có một nhóm nhỏ nó không thích đâu, nó muốn chống ấy. Nếu muốn thông tin ấy, có thể ra qua đôi lời với cái bọn mà đang Zendarim phản ấy đó. Nghe cũng hợp lý nhỉ. Đấy nghĩ thì cái thằng cha gì bọn này nó hay ngồi ở quán Yawning Portal và đúng rồi, nhớ rồi, cái thằng elf mà tóc vàng ngồi hay thường hình như là hay ngồi trên tầng 3 hóng chém gió hay gì đấy, tên là Devil hả? Elf tóc vàng hay ngồi trên tầng 3 à, thường hay ngồi đấy. Devil vậy là cái thằng này nó đang có gọi là bất mãn với Centurion này. Đi sang rồi sẽ là đấy, bọn Netherin thì đánh nhau bọn Sanatha, nhưng mà trong nội bộ bọn nó thì cũng có một đứa bất mãn thì anh em hy sinh nhiều đấy. Cũng bất mãn với những đứa nào để cho người ta hy sinh nhiều đấy, tôi đồng ý với này. À, với cả xung quanh nhà mấy hôm nay có mấy cái gương mặt lạ kiểu như ngồi đây cắm đây một hai hôm như theo dõi ra vậy. Thấy cái thằng Hề ngồi ở cái ghế dài trước cửa cầm tờ báo cửa không? Có, tôi cũng để ý thằng đấy lâu lắm rồi. Thì thằng đấy tôi soi ra rồi, cảnh sát, cảnh vệ, nhưng mà ngoài cảnh vệ ra thế rồi, sợ anh thoại đấy. Hình như còn một cái bọn trai đấy nữa, nó cũng đến, trông lạ, không thấy ở đây bao giờ. Cứ là làng vàng đó, thằng đấy, đứa nào, tôi chỉ nhìn ra cái ông đọc báo có cái tất xanh thôi, nhưng còn đứa nào này trông
trông nó như một cái thằng ất ơ, nhưng mà nói chung là nó hay đứng tụm ba ở cái góc ở đầu kia đường kìa, thấy cứ lằng vàng qua lại mà cứ qua cái văn phòng mọi người như liếc cái đấy, thấy lạ lắm. Ôi khéo được, ôi không khéo được, cái bọn Senata cũng nghe tin là tôi có tìm được đá rồi đấy, tôi nghi lắm. Đấy thì Mộng và Văn về. Ủa, anh lại tới chơi chiến thầy à? Ê, đến ăn nhờ ăn hộ tí cá. À. Ừ, đúng rồi. Rồi. Han vỡ lấy một ít cá ở trong bếp. Đó. Đó. Ăn cá sống luôn kìa chị Mộng. Ăn chứ. Luôn chứ. Đây, nhà đã vào thùng rác đó vào chị. Hôm nay không cầm con dao gì. Không, tao có con mới. Đấy nha, em ăn xong cá rồi, em cái gì là cá tư đi ra khỏi cửa. Thấy Yuki và mình. Chào mọi người, đông đủ quá. Đấy, ăn xong cá rồi về nhá. Thầy ơi, về luôn vậy. À, ăn cá ở nhà xong hết rồi à? Con đủ 3 bữa nữa yên tâm. Mình nhìn xuống tay chú bằng. Còn 3 bữa nữa. Ủa em xích chú vào trong cầu thang rồi mà. Bình thường mà. Đấy đó đâu sẽ giữ được. Biết vậy em dùng Arcane Lock cho rồi. Ấy thấy Văn đang giấu cái tay vẫn có cái cầu và một cái cột của cái cầu thang. Mà Bọc đứng sau sẽ kiểu má sao trên nhà tao cái bộ phá khóa nó không gọi tao ra. Chị ơi, chị nói với chị nên làm ngay lúc thằng Minh đi á, chứ không phải đem bức rồi chị mới... Mày có nhờ đâu? Quên... Vô nhà đi. Em nghĩ em vừa mới học thêm về thông tin của cái thứ đá mà chú Văn chơi, nhưng mà mình không nói chuyện ngoài này được. Ý là... Từ Minh ơi, chú có chơi gì đâu Minh? Ủa, chứ cái thứ làm cho chú thấy ảo ảnh rồi nghe giọng thì thầm không phải là đá còn gì? Thì Văn có để cái đống tiền dĩa xuống. Nó là đá nhưng chú đâu chơi nó. Đó chơi đá ừ. Đá chơi chú. Chú không chơi đá chơi chú. Vậy là dở rồi. Mày đừng học. Và với vậy chúng ta để tạm nghỉ. Chúng ta tạm nghỉ 10 phút. lúc này hành động của ông Văn sẽ là nhìn ra ngoài thêm có công an. Có anh cảnh vệ rồi đúng rồi đúng không? Mình đó hơi bị to luôn á. Cái anh hề cầm cửa báo đang để tờ báo lên lại. Tờ báo có khoét hai cái lỗ. Có hai cái lỗ. Đến 10:10, 10:12 mình gọi lại nhá. Okay. Mình quay trở lại với ở session nhá. Okay. Có thể trở lại với 8 tháng 3 sau session. Hiện tại chúng ta quay trở lại. Mọi người đã, tất cả mọi người sau khi mà đi lại và đã tụ tập lại sau khi tìm kiếm thông tin ở nhà ở văn phòng của mọi người. Lúc này Renia cùng bọn trẻ Lục Phiên đi lên từ dưới tầng hầm. Sau nữa rồi chị ơi. Hả? Sau được một nửa. À ừ, hoan hô, giỏi. Nó nói thật không mấy đứa ơi. Phần 3 chị ơi. Phần 3 to. Phần ba lại còn to. Có tiến triển chị ạ. Mọi người cả mấy cái Yuki bây giờ đi nghe đi vui không? Vui. Vui lắm. À Yuki, Văn có mua quà cho mày à? Chắc là cái gì nhỉ? Có phải là thiết bò không nhỉ? Kìa Văn, tròn nó nào. Chén để muỗng đũa bằng sắt, làm ơn đừng làm ơn nữa. Tôi còn thịt bò nữa. 3 ngày cá thì còn 3 bữa cá thì chị Mộng chưa cho mua thịt nha. Yuki biết cái meme á, lộn, xài biết cái meme mà cái con chuột hamster mà mắt to là to, xong rồi có cái tiếng đàn violin kiểu tê. Ừ Yuki á, là chị kiếm hình chứ. Chúng ta thể vô nhà để nói là hai người đã kiếm được cái thứ gì chưa. À ê, anh Bảy bị ăn đấm ơi. Hả? Yuki sẽ nói chính xác như thế là anh Bảy bị ăn đấm à. Ê, đấm anh Bảy. À, hình như là giáo sư
À, không phải, không phải đâu. Tại vì vừa lúc nãy ở thư viện á, thì thấy anh Bảy có vẻ nói chuyện với cả giáo sư cũng... Anh Bảy cũng đến thư viện, trùng hợp ghê. Thế sao có vẻ anh Bảy tức giáo sư cái gì đấy lắm. Thế sau rồi là em stuck cho anh Bảy, thấy anh Bảy đi thẳng về đồn luôn. Người có cái vết bầm bầm ở trên mặt như này này. Giáo sư nào đắp thấy ta. Sẽ viết tay phê kìa. Ông Bảy có bảo không? Hình như là không mà, mình nhớ là không mà. Sao mày làm gì để ông bị đấm thế? Hay thằng người dừng đâu ấy nhỉ? Thằng người dừng đâu rồi? Xin. Tôi tệ bạc. Từ từ. Rồi anh Bảy về đồn sau khi bị đánh. Vậy Minh gọi lại thư viện. Có biết ai đánh anh Bảy không? Chú nhớ cái cô nhờ mình lấy trứng không? Trứng đá gì đó hồi cỡ một tháng trước á. Dạ. Chỉ có cô đó ở đó thôi, nhưng mà em không dám đặt điều gì với giáo viên trường em lắm. Khoan. Còn em thì cô không nghĩ là có thể dùng sức mạnh, có tri thức mạnh mẽ như thế được. Đâu để em thử coi, mình lấy quyển spellbook ra, em thử đánh chú coi có đánh đủ mạnh không? Không. Em xin phép Rosy Mart. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bạo hành gia đình. Mời mọi người miêu tả. Tiện công dùng chân vào vụ này. Tới tới rồi. Để chú em lấy sách thiệt ra đã. Mày quá lông qua đây. Đây, sách triết học. Nện sức mạnh tri thức vô mặt chú Văn. Chú muốn móc một cái răng hay chú muốn bầm? Từ từ. Mới vừa chưa kịp nói là không luôn đấy. Em cũng tò mò mà. Em thấy mấy quyển sách ở trong thư viện có vẻ nặng lắm nên cũng có thể. Khoan. Biết đâu được. Tại sao anh phải lại tới thư viện? Được sao khảo anh vẫn mất trí nhớ luôn đấy. À, hình như chú Bảy cũng đang tìm cách để mà lấy cục đá ra khỏi người anh á. Ờ, à, người chú á. À, mình đi vào trong mình nói đi chứ. Nói cái này ở ngoài sân có vẻ không ổn lắm. tôi lục phiên kia. Ủa, đá. Ơi đá. Vô nhà trước đi. Mọi người vào, đã vào. Rồi, từ từ. Anh Bảy đến thư viện đã tìm cách lấy cái thứ đó ra khỏi người chú. Xong sau đó em mới tìm được gì ở thư viện nữa. Mình kiểu vừa lấy hộp băng cứu thương để mà sửa chữa lại lỗi lầm trên mặt. Thì cái cục, làm sao để cái nói cái này ra để nghe nó không sai ta. Cái con mắt của Golor mà chú đã vô tình hấp thu, hình như nó là một thực thể chứ không phải là một cục đá. À, nó là một thực thể? Đúng rồi. Vậy là nó có thể là sinh vật sống? Nó chắc chắn là sinh vật sống. Nhưng mà nó không thuộc về cái material plane của tụi mình, nó không thuộc về nơi này. Nó có thể là một con mind flayer, nó có thể là một con spectator, hoặc nó có thể là một con aboleth. Mình kiểu vừa lấy bẫy gì khử trùng cái thứ, nói chung là vừa xét muối vô mặt, vừa xét muối vô lòng của chú Văn đó. À, chị Mộng ơi, lỡ mà em có biến hình ấy, thì có thể lấy con dao đó cho tâm chết em luôn được. Sao nó biến hình được không? Thôi chị, lỡ em chưa biến hình thì sao chị? Em không biết hình. Nhưng mà nếu mà người ngoài hành tinh nhập vào người thằng này xong rồi nó có kiểu da xúc tu ở thứ không nhỉ? Nếu mà có xúc tu thì mình làm sashimi được ấy. Phay ra sau khi nghe xong Minh nói xong rồi đấy nó khéo mình đá đấy là Minh ấy. Người đã xóa chữ được toàn. Ừ, hay là toàn chữ được đập bốc phát như thế nhỉ? Sức mạnh của trí thức. Sức mạnh trí thức để xóa đi chứ. Ký ức mọi người. Với lại cái con này hình như nó không được sinh ra mà là nó được tạo ra ấy. Được anh Văn tạo ra một cách đưa về văn phòng. Nên em nghĩ là mình cần phải đi hỏi thăm về đây. Tại vì viên đá này là của thằng đó mà đúng không? Của anh ấy mà đúng không? Yeah. Mắt... Đấy bọn mày nhìn chưa, 1/2 nha, không phải 1/3. Đấy, lấy bảo thì bầu đi. Thằng kia nó bảo rồi. Ra, 1/2 gì ơi. Nửa. Mày đến đây kìa, mày thò nửa to. Nửa to lên đây xem nào. Dạ. Đấy, hỏi cái gì nhỉ? Cái gì mà cái cục đá nhà mày là nhà mày đẻ ra? Đá là đang cái lo gì ấy, cái có lo ấy à? Nó hỏi gì ạ? Thì là nhà mày đẻ ra hay nhà mày nhập được đâu?
Em hy vọng mẹ em không để ra nó. Nhà cậu tạo ra nó hay là nó từ đâu xuất hiện? Em biết sao cả. Cái em bảo rồi, cái đấy em cũng bất ngờ như tất cả những ai bất ngờ là nó ở trong cái dây chuyền của em. Và tự nhiên có, em tưởng cái dây chuyền đấy chỉ là bố em tặng cho em để có ảnh mẹ tưởng nhớ thôi. Sao mà mày lại ở đây, nó có tác dụng gì? Cũng là cái viên đá bắt đầu ở bên trong dây chuyền à? Em dọn. Rồi đây à, cậu có nhớ là cha cậu gửi tặng cho cậu cái dây chuyền đó khoảng thời gian nào? Ơi khoảng một tuần trước khi ông bị bắt chẳng hạn. Chị đâu chắc từ sau khi mẹ mất được một năm, nghĩa là ở khoảng một tháng thì bị bắt. Chà, tự lục lại trí nhớ của bản thân là khi mà ông tên gì quên mẹ rồi, lãnh chúa Never Remember đó, Never Ember bị bắt thì không có thông báo rằng là tiền của ông được thu vào công quỹ của nhà nước qua tờ điếp đúng không? Ông ý bị trục xuất, nói nôm na là ông ấy bị trục xuất, xong rồi mọi người mới ô thế thứ chưa lấy tiền à? Đờ mà. Nhưng mà sau đó thì mọi người cũng không tìm hiểu gì hết. Nó lằng ngằng hết đấy. Hả? Ok. Bây giờ thì không thể nào liên lạc được với bố cậu ta rồi. Ông nghĩ ở Neverwinter. À. Hơi xa tí. Rất xa. Giờ mình còn không được đi ra khỏi thành phố nữa. Xa quá. Xa quá má ơi. Bây giờ mà cái cục đá đấy nó không lấy ra, nó để trong người thằng Văn thì làm sao? Đúng rồi đấy. Văn có bầu xong có đẻ ra không hay là như nào? Hả? Nó sinh vật mà, thì nó chui trong người mày rồi thì nếu mà mày không nhẹ nó ra được thì mày phải đẻ ra chứ. Em nghĩ là không nhẹ nó. Theo những gì em đã đọc thì em nghĩ cái con này nó sẽ không đi ra khỏi người chú Văn cho tới khi mà chú ta thực hiện hoặc không thực hiện ước muốn của nó. Ước muốn của nó là gì? Tại đằng nào nó cũng là một sinh vật mà. Anh Văn, trong lúc một viên đá ở trong người anh ấy, nó có nói gì với anh không? Chưa. Nó thường xuất hiện trên một danh nghĩa khác. Lại còn thế nữa, danh nghĩa thật đó là gì? Em chưa bao giờ thấy. Thì sao mà biết đây danh nghĩa khác chứ đâu đấy là nó thì sao? Đúng không? Nếu nó thật thì sao? Chắc chắn, chắc chắn không phải là danh nghĩa đó. Gì? Em biết người đó. Ảo lá thế nhỉ? Thì nó là đá mơ. À ừ, quên. Người đó là... À người ấy là ai vậy? Cái người mà cô cũng biết là ai rồi. Không, ai? Không. À, em nghĩ rằng là viên đá đó sẽ dẫn đường cho chúng ta tới số tiền mà chưa ai tìm thấy nên nó mới bị săn lùng như vậy. Tại em nghĩ mấy cái băng đảng muốn gì ngoài tiền đâu. Muốn mạng. Nó muốn mạng thì nó để giết cái thằng đó rồi. Chứ nó đâu có chờ thằng đó sống đến lúc mà mình tới cứu nó. Nó muốn giữ mạng nó. Ví dụ như bọn mày bảo là viên đá nó chui vào người mày chứ không ra được cái thứ. Thì chắc gì bọn nó đã muốn mang viên đá về xong phải nghe lời viên đá xong mới được tiền. Nó có thể cho vào người mày xong nó đi theo mình xong đến chỗ lấy viên đá xong nó giết mình. Thế đó là cả hai người chả mất cái mẹ gì cả, tuyệt vời đấy. Thế mà tao tạm làm thế. Ý ơi, hình như chị quên mất là chúng ta đã làm gì ở dưới đó hả? Làm gì? Thì tao có nhớ bao giờ đâu mà tao quên. Làm gì? Làm gì cơ? Chúng ta đã diệt một phần của bọn nó rồi đấy. Thì mới là một phần ý. Mình diệt một phần của bọn nó biết mình là gì còn đâu nữa. Xong nó đấy. Chỉ bằng cái thằng cát thôi. Nó giống như cái thằng Hà ngồi ngoài cửa nó cầm tờ báo kia đấy. Chứ đâu có tầm hai thằng như thế nữa trên nóc nhà đấy cả. Nhưng mà ít nhất là những cái người như thế để không muốn giết em. Nó không giết mày, nó đi theo mày đến cái chỗ mà viên đá bảo mày đến. Đó, xong nó thấy mày lôi được ra cái tiền mà nó muốn rồi, xong nó mới giết mày sau. Như thế là xong, đấy, hồi tao còn phạm tội tao làm thế. Hả? Wow. Tao người có kinh nghiệm, từng trải. Nên là ham cái tiền đấy làm cái gì? Tiền không đẻ ra được thì làm gì vứt tôi đi đi chứ. Ham dăm ba cái đồng đấy thì kiếm phản hoi nó nhanh. Không sợ chết à? Thì bọn chị có nhớ thằng nhóc hồi nãy không? Thằng bảo tao giả à? Ừ. Mẹ sao? Chị có nghĩ nó là thuộc một băng nào đó? Nó thuộc băng nào? Nó đá là đúng rồi. Đá nhất là đá mạnh hơn hai cái. Ê, ôi, để tôi nói mọi người này. Tôi vừa mới nhận được thông tin ấy ở bên... actually, out town một chút. Mọi người có biết mình ở trong Harper không? Và Yuki thì biết. Yuki biết. Mà không quan tâm đâu. Mình... Bốn Văn biết không? Văn từng làm việc. Chắc cũng không biết. Được khoe đâu. Văn thì biết. Văn chắc phải biết chứ. Nó cũng như kiểu là anonymous ấy. Khoe được thì khoe. Ở nhóm cũng kiểu hoạt động
không cần che lắm đâu. Ừ. Không biết bài con Harper là cái gì chứ. Đúng rồi, vào bóng nhóm mọi người lắm đâu. Đầy hạt hả? Tao biết là mày cầm cái đàn rồi, sao mày là cái đàn? Đấy thì theo một số cái nguồn tin gọi chợ búa mà mình mới nghe kiểu các ông hàng xóm kể lại ấy, là gần đây có mấy thằng đầu gấu ấy, cái thằng của bên hình như bên Centurion ấy đang stalker nhà mình, đang cũng đang theo dõi nhà mình thật. Tao vừa đá một thằng đấy. Ừ, chúng tôi mới gặp thằng. Dai. Dai. Nó bảo tao đẻ mấy đứa, mẹ mất ra mất dậy, tuổi tao đẻ nó còn được. Chắc nó vẫn còn nằm hồi đó. Em nó còn sống không chị mà. Thì mày đã là mày sẽ. Nam nghe nói là em mới nghe được là ở bên mấy cái thằng đấy hình như là cũng biết cách để mà cũng có thông tin bí mật gì đấy về Centurion ấy. Mà chị ra xem là sao cái đứa chị đã tỉnh chưa, nếu không thì đem nó vào đây thằng nào nói chuyện nó tí, nói chuyện nhẹ nhàng bằng tay chân cũng được. Em nói bằng miệng chị, để cho Yuki nói bằng tay chân, chúng ta là good cop bad cop. Nếu ai cần lửa thì em có fire bolt nha. Nó không nói thì chị sẽ cho nó cười cả đời. Em sẽ cho nó nếm thử sức mạnh tri thức. Đi ra ngoài còn cái xác thằng đấy còn nằm đấy. Thằng băng sẽ đi ra ngoài. Em quen bé bên can mà, nó có thể lo hậu thuẫn cho mình được. Nhà nó bao giờ sân sau cũng vẫn còn chỗ, nó ngày nào em thấy nó đào đào một ít. Hết chỗ thì mình hỏa táng cũng được, em có lửa nè. Em được tạo ra là để phá vỡ nó. Văn sẽ bước ra ngoài dòm qua bên cái ông đọc báo, xong thở dài, xong nó bước về cái phía chỗ cái thằng hồi nãy nó bị đánh. Còn từ từ, đang hỏi anh à? Sorry. Đúng rồi anh. anh đang tìm ghép. anh thì vãi mê cười quá. Hài ước quá mà. Hỏi lại đi. Em sẽ quay sang nhìn cái ông cảnh sát, là ông cảnh vệ. Xong lại dài, xong em đi về cái phía cái thằng hồi nãy bị đánh. Nó cựu ở đó không? Không em. Văn quay lại. Có khiến xuất huyết gì để mà đần theo vết máu đi tìm nó đâu được không? Em tin là cú đấy dễ chảy máu lắm. Ok. Em lần theo mùi máu em đi tìm nó. Cái cú đó mà chảy máu là nó mất mẹ khả năng sản xuất nội giống luôn rồi hả? Không phải. Red con không chảy máu. Em dùng từ em sẽ dùng đồ của em rồi. Cái mà em đã chạm vào người ai á thì em có thể biết được, thấy được họ đang làm gì. Thì chạm một cú chạm vai vừa nãy. Cú vỗ vô má nãy á. Điều một, không nói chữ già chứ phần chữ một. Ủa từ nãy hả? Không, cái đấy không quay lại thời gian được đâu em ơi. Cái đấy phải chọn lập đó. Sai rồi. Sai rồi. Anh đã sai rồi. Theo một chiều mưa xa. Mà nếu như mọi người muốn tìm thành viên băng đảng, sao mọi người không tìm thẳng ở mấy cái chỗ mà mấy người đó hay tụ tập á? Em có chắc là em muốn mọi người đến đấy không? Tao không nghĩ là nên thò mặt với cái thằng này. Chị về Văn cạnh đến đấy. Văn, chú Văn, tại sao? Vì nó đang chơi đá. Vì nó đang bị đá chơi. Ý là... Nhưng mà ngoài chúng ta ra đâu ai biết là nó là chú ấy chơi đá đâu. Chứ anh ở ngoài kia kìa. Chỉ có người trong nhà thì đánh đó ra. Không, ta sẽ lựa chọn không tin tưởng một việc lôi nó đi ra ngoài. Vì nếu bọn nó biết viên đá ở trong cổ của thằng ăn bám nhà mình kia thì bọn nó sẽ biết là viên đá đang ở đâu đấy khác chứ. Nếu không nó tìm nó kiểu gì. Thì nó đánh mình đánh nó. Cô mộng sợ à? Ừ, tao sợ, tao cần sống. Nhà mày cứu được mày, nhà tao không cứu tao. Nhưng mà nếu như nó muốn lấy viên đá thì nó phải giữ chú Văn sống chứ. Nhưng mình thì không. Tại sao nó phải giữ bọn tao sống? Tại sao nó phải giữ tao sống? Em biết là em biết tại sao tụi nó sẽ, em có cách để thuyết phục nó giữ em sống, nhưng mà tụi mộng này em cũng không biết. Nên thôi, đi nào. Tao mộng với một cái thần thế. Đáng tin điên. Có thể em đã quên một việc là chúng ta đã và đang trong một vụ án tấn công gây chết người với một bọn băng đảng, và lần này em vẫn muốn tiếp tục đi gặp tụi băng đảng nè. Ý là đi tới không hẳn vô thẳng trụ sở của tụi nó, mà tới những cái nơi mà nhiều người từ nhiều mảnh đời khác nhau hay ghé tới. Ít nhất ở đó mình nghe ngóng được thông tin, chứ cứ ngồi ở nhà ôm chân như vậy thì thông tin tự tìm tới mình à.
Thế thì nhất định là phải đi ba rồi. Đúng rồi, đi ba thôi. Yeah, đi ba. Yeah. High five Yuki. Yeah, yeah. Yeah. Mình ở nhà. Em 22 tuổi rồi. 22. 22. Ở nhà đi. Nhưng mà cũng là được tuổi uống rượu rồi mà. Đúng rồi, 22 là đủ tuổi rồi mà. Chị nghĩ thế nào chị Mộng? Còn nghĩ thế nào phải? Có muốn đi không? No comment. Có. Hỏi thưa thật. Trời ơi, hỏi cho lên ba. Không nghĩ là không trả lời đâu. Nó biết sẵn trên đầu, trên chán thôi rồi. Đây này, này, thấy không? Nó lại kiểu vạch chán của Faye, nó thấy hai chữ đi ba. Với lại chẳng phải là mình đã đồng ý một cái nhiệm vụ gì đó của bạn của chị Rene giờ này đứng đây đúng không? Chị Rene là mình sẽ cứu cậu ta hả? Thì bây giờ mình giao cậu ta tới chỗ bạn của cậu ta là được mà. Mình chưa thông báo và chưa nhận tiền rồi mà. Thằng mẹ thằng nó đã biết Rene được cứu, chúng ta đã nhận tiền. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là bảo vệ thằng bé đó. Dùm đồ cảnh sát, dùm cảnh vệ. Nếu như mà chú quá hèn để mà đi tìm thông tin thì để em đi mình cũng được. Ở nhà? Không. Đừng có hồng xích em lại, em cũng đủ sức để mà giật ra giống như chú thôi. Chị Mộng ơi, nhớ con lại còn mẹ giùm. Thôi, chạy em chạy trước. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Trời ơi. Thằng bé nó không có cái ý gọi là chọc tức anh đâu. Chắc là em có. Yuki đã bịt mồm mấy cái anh ở nào từ Yuki sẽ bịt bằng Travers nha. Mời một cái đốt tóc nhẹ thôi đâu bằng cái cuốn xì bát hồi nãy của nó. Ôi không thôi thì thế là đốt rồi, không kịp Travers rồi. Chị nghĩ sao chị Mộng? Tối nay có muốn đi không? Đi lên ba đi, vẫn đi mò lại cái lũ kia thì mò mẹ à gì nữa. Ra chung thấy là chạy. Tao không có nhu cầu kiếm tiền thì chết. Tao sống tao mới tiêu tiền. Thì chết là đủ. Này thích đến lượt mình mới biết đấy là sai. Em cũng không có ý định để tiếp tục dính vào mấy cái vụ này nhiều quá thì. Cứ lên xem, kiếm xem có cái phần kỳ nào đó. Cái thứ trong người em nó coi em. Mày yên tâm, nó đéo tách được bây giờ thì bụng này to lên, nhà nước phải để ý. Việc của các bố các sếp để các bố các sếp làm dân đen không hớt là mẹ đi. Bảo hiểm cả mạng sống năm thì mày cứ ngồi đợi đấy. Nếu cái đấy nó cần ấy thì các sếp trên kia, cái bọn mà dùng tiền nhà nước ấy, thu thuế của dân mà sống ấy, nó khát xuống nó moi cái đấy từ họng mày ra. Chứ mày cố để làm gì? Em vẫn mong là em lấy nó ra trước vì tụi nó xuống. Ai cũng mong thế, nhưng mày không cần làm thay. Nói chung cứ đi nghỉ. Tối nay chúng ta sẽ lên ba, trừ thằng Minh. Em không mong chờ đợi một thế lực thần tiên rồi đó xuống tách viên đá ra khỏi chú Văn đâu. Ôi thôi. Yuki, đi, ăn tay của cô, đi ba nào. Khỏe thế nào mà. Nhưng mà có phải là vừa nãy mình nói với lại cả cái cô giáo kia, cô cái viên đá này ở trong người liên quan gì đến tuổi thọ không ấy nhỉ? Khoai. Hello. Mình đứng lại đây. Kể đi không? Em đi lên lầu nha. Bye bye mọi người. Mình em đi lên lầu nha. Trời ơi, xin nít. Để thằng Vân nó lùi lầu lại nè. Nó là như thế nào? Thì chú nhớ hôm bữa em có vô phòng chú xong rồi nói về những tác dụng phụ của cục đá đó không? Thì một trong những tác dụng phụ nữa là nó sẽ dễ làm cho cái người sử dụng nó bị mấy cái bệnh như là hoang tưởng rồi dementia, nhớ có nhớ quên đồ đó. Và theo là Yuki thì là nhanh chết hơn nữa. Thế nhưng Yuki nói là nó người có bệnh thì là sao sống? Đấy là một trong những lý do mình phải đi ba trẻ. Vậy ạ. Chứ nếu như mà em thấy nó an toàn thì em đã để chú ta thoải mái rồi, chứ em đi tìm kiếm thông tin làm gì thì rõ 70% là em tò mò thiệt. Nhưng ít nhất em cũng phải nói những cái thứ quan trọng đó chứ. Mày đang tò mò. Dạ vậy để đợi chút nó sang dòng.
chúng tôi vô cùng thân tiết báo tin. À, Rini ơi, đội ngũ bác sĩ thằng mình xuống dưới hầm cùng với cậu. Đội ngũ bác sĩ đã cố gắng hết sức. Đội ngũ bác sĩ đã cố gắng hết sức. Xuống đây nhìn chơi. Tuổi thọ dự kiến của anh mình đi xuống hầm thì đến bây giờ cái hầm là cái hang mộ. Dưới này có mấy cái tri thức cần nâng đỡ nặng lắm. Yuki nghe thấy nặng lắm. Đây xuống xuống nhá. Thôi nói chuyện mấy ông bà gì rồi xuống đây làm tí cho vui. À ý không phải là okay, làm tí okay. Mà là làm việc một tí. Làm tí cho vui. Ok em ơi. Đó. Với tiến độ này có khi là đến tối nay là mình dọn xong được cái hầm đấy. Không phải là mình biết được cái hang ổ của Sanata từ lần trước không anh? Tức là vẫn ở dưới cống đấy đi lên đúng không? Hay là còn hang ổ nào khác mà mọi người biết không ạ? Ổ nhỉ? Cái chỗ của bọn đấy. Từ em hỏi lại câu đi. Em ý là còn hang ổ nào khác không ấy hả? Còn chỗ đúng. Nào bọn nó căn cứ không? Đúng, mà mọi người biết ý. Có thông tin. Không, tìm đi. Đúng rồi, đâu ra thơm bơ vậy? Thì mới phải hỏi. Nếu như mọi người không muốn đi ba tìm thông tin thì mình đi lên đồn cũng được mà. Lên đồn. Lên đồn. Anh không thấy anh văn của em, anh thể hiện là chỉ có người khác moi được mình cho mình moi được gì của người ta. Ý là lên đồn hỏi chuyện anh Bảy, coi hôm nay anh Bảy như thế nào. Vết bầm trên mặt anh Bảy có phải do một người giống như Minh làm ra hay không? Em vừa mới cho chú Văn và anh Bảy cơ hội để bonding đó. Hy vọng anh xuống khóa cửa giùm em gì không? Rồi ha, vậy bao nhiêu người nhỉ? 5 người, 4 người ha? 4 người một cái xe đủ rồi nhỉ? Tao gọi cho ngựa. Gọi cho ngựa đi chị. Em muốn đi mà. Dịch vụ ma thuật đặc biệt trong thành phố Grab Horse. Dịch vụ Grab Carriage. Grab Carriage. Rồi, tối đó những ai đi đâu phải đi đâu lên ba đúng không? Hay là lên đồn? Chắc phải lên đồn rồi mới lên ba. Em không muốn đi nữa. Lên đồn hay lên ba? Lên đồn. Rồi lên đồn. Mình ở nhà đúng không? Không ai bảo cho thì là thế. Không đâu. Yuki sneaky lên phòng bên phạt cửa hay là đi ba? Em bị đốt nhốt dưới hầm, Okay. Vậy thì có nghĩa là đợi ba người kia đi rồi xuống hầm. Mới phá cửa đi mà. Lôi đi mà. Đúng rồi, hai người. Quay cũng gọi là quay lại để mà tìm đường quay lại để mà kéo cho mình ra ngoài. Đi chơi cùng, đi uống cùng. Wow, chưa về chưa phải, wow. I see. Ok, vậy là có Mộng và Văn lên đồn. Có... Phay có lên ba cùng với Minh và Yuki không? Có, nhưng mà ý là okay. Mình chỉ là quay lại để đưa ấy lên cùng thôi. Đưa Minh lên cùng thôi. Ok. Giải cứu Minh ở căn hầm tối tăm đây. Cứu mình như gì đi. Rồi nên kéo first time. First time. Thì Minh cũng không có first time lắm. Và tối đó, sau khi mà Văn cùng Mậu lên đồn để hỏi chuyện điệp vụ Yuki và điệp vụ Faye lẻn xuống hầm giải cứu con tin. Mọi người nào, trước khi chúng ta dùng đến bạo lực hãy dùng đến bàn tay khéo léo. Ok, hãy ai làm cho thể cái gì đấy xem là cuối cùng là khéo léo hay bạo lực. Bạo lực thì có vẻ sẽ để lại nhiều hậu quả hơn. À. em đập khóa từ bên trong. Bạo lực. Yuki bạo lực đi. Đấy, mình có tấm lòng thôi. Con nên dùng effort cho cái vụ này không nhỉ? Em nghĩ là sau vụ này chúng ta nên thay hết cửa bằng sắt hay gì không? Hợp lý, bình thường là lấy nhiều được giảm giá nhỉ? Có sao? Rồi, cái cửa đấy nó kiểu vo thành cửa bóng lên rồi. Cửa nó không còn là cửa rồi. Cửa bị méo bên trong và méo cả bên ngoài. Mạnh của tri thức. Sức mạnh của thịt bò. À như vậy. Bảo rồi để hai đứa vô chi ở nhà. Giải thoát khỏi căn hầm tối tăm. Nhưng cũng sạch. Được cái sạch. Mọi người đang chuẩn bị lên đồn. Lên ba. Thì choang một cái. Một viên đá bay vào cửa sổ.
cửa sổ nào? Cái đám ở cửa sổ đá mạnh quá. Tôi vẫn nhớ ở cái quán kiểu có cái đám ở cửa sổ. Cửa sổ đâu nhỉ? Ở dưới hầm có cửa sổ hả? Tại hình như cái kết của cái session của cái cam nào đó cũng có một viên đá, viên gạch gì đó bay vào cửa sổ. Đâu? Kèm theo một chai Molotov nữa. Giữ một bầy ma cà rồng. Oh my god, hot hot hot. BTS đi. Anh nói nốt câu đi anh, cho em sợ một thể. Ừ, đâu em sợ một thể đi anh. Viên đá đấy, có ai đang ngó? Có ai đang ngó? Em tưởng em văn đi rồi. Đâu có ai nhà đâu anh. Đi có, đó, em ra ngó. Em chưa có ba người ở nhà đó. Có ba người ở nhà đó. Lúc em, chú Ký đang đứng đập cửa bên dưới, Phay nhìn thấy thế kiểu yên tâm lắm. Tợ hai người lên thôi. Thì thấy Phay sẽ là người đầu tiên thấy viên đá bay vào khi mà ngó ra. À, Phay làm gì từ khi nghe tả thì đi gọi là lén lút chạy ra ngó một cái xem có cái gì đang xảy ra ở đấy. Sẽ thấy ở bên ngoài có vài thanh niên choi choi đứng chỉ vào nhà kêu lên: "Ê, bạn văn phòng thám tử nhá. Bọn mày không biết điều à? Bọn mày đi đánh đấm bừa bãi à?" Xong rồi một thanh niên sẽ nhảy rào vào sân mọi người, tụt quần đái. Tao mà ở đấy cần phải chết thế nào? Em có thể nào cast fireball vô trong cái chỗ đó đái được? Mày dám tụt em quần, tao dám đốt. Được em. À, cái nhà mình sắp lét rồi. Không biết. Mà mộng mấy ông Văn đi mắt nháy kiểu cứ như bị động kinh ấy. Cái gì kỳ kỳ không? Tao không hiểu, có như thấy lạnh người thế nhỉ? Em thấy gì đó sai sai. À, em cast fireball. Suf. Thấy cái tia lửa của mình nó tắt lịm ở đầu ngón tay. Anh niên kia vẫn đi cái nhà đấy. Thanh niên kia vẫn đang đái tiếp. Ôi giời ơi, ở đâu mà thông thoáng thế? Một vài thanh niên khác: "Anh em ơi!" Chúng đến cửa ném vài viên đá nữa vào bên trong. Ê dạ, ba cái phép của mày. Mấy thằng nhảy vào trong cửa sổ, cái chỗ mà bọn nó vừa ném đá đập vào, và nhìn về phía mọi người. Vài thằng vớ lấy mấy cái bàn ghế và bắt đầu đá vào đây. Ê à, úi giời, làm gì đúng chơi chồng thế? Úi giời ơi, thế này mà mấy thằng chùm tao sợ bọn mày. Ôi giời, thế nhá. Bọn nó đập thêm mấy cái bàn ghế nữa. Tất cả mọi người có thể ngắt lời Thiện bất cứ lúc nào nhá. Đây không phải là cảnh. Là nó vô nhà mình chưa anh? Nó đập cửa sổ, nó nhảy vào. Nó đập cửa sổ, nó nhảy vào, nó đập bàn đầu ghế. Em xỉ mã gì? Em... đầu tiên đó luôn. Mình có thể biết là có bao nhiêu thằng không? Số lượng hiện tại một thằng vẫn là đứng ngoài sân đang giải quyết nốt. Có Văn Hải. Đúng rồi. Có ba thằng nhảy vào. Ba thằng nhảy vào à? Chỉ đang em tác động một ý. Dù chứ còn gì nữa, cái tường mấy tao vừa sửa xong hôm trước và đến lúc dùng cái này rồi. Yuki quay ra vỗ vai mình, không sao, không có phép thuật thì còn cái phép thuật này nữa. À, hôm nay em lúc cấp xài nha, tại vì xài, Yuki nha, tại Yuki đi chơi với em. Ok. Em sẽ mát tụi nó. Chơi tụi anh, nếm, chứ là chi, thấy không được, bày tay ta làm nó tất cả. Trong ba thằng này cũng có vẻ là một thằng đô con và hai thằng thì trông có vẻ nhỏ con hơn. Rồi, ai muốn làm gì? Dạ, em muốn đánh á. Em cũng muốn đánh á. Dạ, smash ạ. Đúng rồi, smash ạ. Smart hay là smash? Smash. À, ok. Năm ạ. Ok. Em đốt một effort. Ừ, em cũng một phát. À, cái... ôi, chưa bao giờ dùng cái vụ ngông bộ của mình á, nó cộng nào ấy nhỉ? Cộng 2 đúng không? Cộng 1 không có effort thì hả? À không, cộng 1 thôi, cộng 1, nhưng mà không tốt effort. Tức là nếu mà thêm 1 effort nữa thì là từ 3 này, cộng 1 của mình là 4, xong rồi thêm effort là 5 hả? Ừ, đám chết mẹ đó! Đúng rồi, đám chết mẹ đó, cố lên, tao 6 đi! Úi giời, quýt! Đấm tay nó luôn mà! Yo! Quá là...
một thằng đang đang đập cái bàn, Yuki chạy ra vai một đó một cái bay vào cái tường với Sơn. Thằng đấy ui à, ê, bọn này cũng cũng có ra gì đấy bọn mày ơi. Yuki lại chỉ vào nó kiểu rồi. Yuki đang nhìn thanh niên kia lồm cồm bỏ dậy, lại thấy một lực đẩy ngang người mình từ một thằng khác bên cạnh. Lực này như trời giáng, cũng oanh một cái bay vào cái tường phía ngược lại, nhận hai strain. Ai? Yuki. Yuki hay là em? Yuki. Ê, cái thằng ngoài. Ê à, thế vậy à? Thế phải nghiêm túc rồi à? Sốc quần lên rồi. Có một cái túi gì đấy, nó lấy cái bao, nó mở cái bao ra, một vài sinh vật ở trong đấy bay ra. Những sinh vật này, mọi người trong cái lúc trời nhá nhem tối khá là khó nhìn, và có thể thấy được rằng bọn này có vẻ trông như những vật thể tròn và có một con mắt ở giữa. Bọn này bé tầm khoảng tầng này và có ba con bay ra. Bọn nó cũng bay vào trong nhà. Và khi mà nhìn rõ hơn thì cái bọn nó có một con mắt ở giữa và bốn con mắt như bốn cái xúc tu ở các bên. Bạch tay tờ. Ba con sẽ mỗi con lập tức cho một cái tia frighten vào từng người. Thì đây là lúc chúng ta cần đến D&D. Anh ơi. Vào tuần sau, vào session tuần sau. Okay. Tại wow. Sao là bà mộng như xuất hiện, không biết tại sao mà ông bà mộng là ở đấy, nhưng mà mộng ở đấy nha. Căn bài của gì okay. Này? Ok. Vâng, đang ở đây. Ủa? À, anh ơi cho em hỏi, em có cái Divine Love ấy, nó là When Take Strain Next Consequence thì roll 1d6 Fortune roll ấy. Xong rồi là nếu như mà 6 thì sẽ được giảm cái strain xuống 0, như em roll d6 nhá. Ok. Giảm xuống đến 0 luôn. Hay là giảm 1? Wow, tranh thủ xếp spellbook lại nào. Ok. Giảm đến 0 luôn. Giảm đến 0 luôn. Lên đến 6 rồi. Strain là gì? Đúng là sức mạnh. Strain là strain nói chung là cái máu trong khi mà roleplay. Effort là mana trong roleplay. Strain là độ mệt mỏi. Lúc nãy mình nói là dùng xong phát kiểu xài quên mất strain là gì luôn. Thế là không còn strain nữa. Quên mất hai strain của hôm nay ấy. Sorry, đúng là hỏi. Yes. Bên sạch nhớ. Tao biết làm sao để tuần sau tao về. Mày làm gì mày làm tao về. Tao đang ngồi tao nói chuyện hồi xong tao quay qua, tao không nghe gì mộng cho là tao quay qua. Ủa? Trên đây có người vậy? Ta có một tuần để suy nghĩ hướng giải quyết. Với như vậy thì chúng ta sẽ kết lại buổi chơi của hôm nay. Và giờ thì sẽ đến phần là chào XP. Nhận xét những thứ mà mình đã thích trong buổi hôm nay, những thứ mà mình nghĩ là có thể cải thiện về bất kể về cái phần nào của bàn chơi. Ê, các bạn có thể xem thêm về phần trao XP này, là lúc mà bọn mình nhận xét với nhau trong buổi chơi, cũng như bàn thêm về plot của game khi các bạn tham gia Patreon hoặc hội viên YouTube của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhá. Vậy là chúng ta sẽ chính thức khép lại buổi chơi này ở đây do cái phần nhận xét của tất cả mọi người. Và cho những người theo dõi campaign này ở trên mạng, thì mọi người có thể subscribe, like để thấy được nhiều content này hơn nữa. Mọi người có thể vào server Discord Funky Dungeon Master để theo dõi những cái phần chơi text của mọi người, những người chơi trong bàn chơi này chơi với nhau. Đây cũng là một phần xây dựng nhân vật và xây dựng thế giới rất nhiều giúp cho campaign chúng ta.